Có cái tín hiệu vậy. Bây giờ thì có rồi đó. Số nhiêu? Kiểm tra số nhiêu không? 21. Ok, 21 được. Chào các chị yêu mới vào nha các chị. Mày ơi, loa sóng chị chứ. Mở máy bên này chị ơi. Mở iPad cho chị kìa. Biết mở hả? Cắm dây điện không? Chào các chị yêu mới vào nhé. Rồi ngu rồi, cái màn hình của tao cứ cúi xuống rồi không đẹp rồi. Cái này không bắt được của chị rồi. Alo 1 á. Ờ cái đó bị cái con què gì vậy? Nó tần số số nhiêu? Em chào chị. Đứa nào bấm tần số nào rồi có thấy cái tần số nào đâu? Chào chị Thu Trang. Rồi vậy, tao nói nó vẫn yếu. Tao nói nó vẫn bị. Chào chị. Yoshichi. Tao nói nó vẫn bị nặng á. Nó không hỗ trợ bên này, vẫn nặng như con quỷ vậy đó. Số như mô xì. Đó, cái cùng đó. Em chào chị Nguyễn Thị Nga, cảm ơn chị Nguyễn Thị Nga nha. Chào các chị yêu mới vào nha, các chị yêu ơi. Chào các chị yêu mới vào nha. Đang tìm cái ấy cho chị. Ôi mày không biết bật, mày để anh coi tí anh bật cho. Bật sang rồi. Không, cái vụ này. Cái tần số này, mày bảo anh chỉ cho. 10.5. Mày bảo anh chỉ thì cho nó đàng hoàng tử tế vào cái. Cái bấm một cái ra. Anh bấm ra 90.5, bây giờ em bấm nó ra cái quần què gì có ra được đâu, có nghe được đâu. Em chào chị Nguyễn Thị Nga nhá, chào chị Trần Bạch Hường, em chào chị Thu Thanh nhá. Chào chị Hương Nguyễn, chào tất cả các chị yêu mới vào nha. Loa, chị Lê Lộc chào chị nha. Em chào cô Lý Ngọc nha. Em chào các tình yêu mới vào nhé. Chào cả nhà nhé. Em chào cả làng nhé. Ôi chào em Nhi Nho Nhoi nha. Chào chị Trần Thị Mai Anh này. Chào tất cả các chị yêu nha. Hôm nay đầm nhật các chị ơi. Đầm nhật nha, đầm nhật. Đầm nhật đầm giá 100.000 bắt đầu nha. Chị nào nhanh tay thì được, chậm tay thì mất. Vì đầm nó có một mẫu một cái thôi. Một mẫu một cái thôi. Tụi em không cắm pin vô chị ấy, tí là hết pin rồi. Nó là cái. Nói. Alo 1 2 3 4. Đó được đó. Như vậy nó mới hỗ trợ được cái âm thanh của người ta. Dạ bố em giỏi. Ừ giỏi. Mày đưa cho ai bấm? Em bấm đó. Mày thề đi. Thề. Xem đi. Giỏi. Mắt cái lời. Mày chắc có rồi. Chào chị Nguyễn. Chào tất cả những chị mới vào, các chị mới vào cho em xin một nút chia sẻ nha mấy chị. Mày chốt đơn từ bang heo làm gì vậy? Hiếm hả? Hôm qua tao định bê về nhà tao ôm đó mày. Tao quên. Không mà tao quên, tụi mày tuổi về hết rồi còn biết đâu. Tao bê, tao định bê về nhà tao hít nó một đêm mà tao quên. Hít nó đêm đấy chứ. Mà quên mất tiêu. Em chào chị Ngọc Lan Nguyễn. Chào chị Ngọc Lan Nguyễn nha. Chào các chị yêu mới vào nha. À. Chị Mai Thanh. Cái nào eo 83 để chị mấy cái coi. Chốt hoài không được. Chị buồn lắm luôn. Úi trời, tội nghiệp chị vậy. Chị Mai Thanh ơi, hôm nay cả đùi. Úi giời ơi, cả đùi. Cái gì eo 83 cả đùi. Tìm để cho mấy cái đẹp. Siêu đẹp. Em biết làm đúng không? Anh cái gì? Ừ đúng rồi. Ừ đúng rồi. Đứa nào cũng được. Cho vào kia. Rồi bây giờ bắt đầu nhá. Bắt đầu là em sẽ lên đầm đồng giá 100.000 nhá.
đầm Nhật đồng giá 100.000. Đầm Nhật 100.000 nó rất là đẹp các chị ạ. Chị nào chốt nhanh thì sẽ được, mà chốt chậm thì nó sẽ không được, tại vì là không phải tụi em không nhìn thấy các chị và không chốt cho các chị đâu, mà tại vì đầm Nhật mỗi mẫu có một cái như vậy thôi. Đấy, cho nên mạng chị nào á, ở đây có mấy trăm người xem ấy, thì mạng chị nào á mà phải nhanh á thì mới chốt được ha. Chị nào eo 74 đến 76, đây là một con lụa hoàng gia đỉnh cổ đỉnh á, mấy trăm ngàn một con như thế này á. Kệ, Trúc Phương bán mở hàng lấy lộc 100.000. Chị nào nhanh tay thì chốt được con lụa này nhá. Cái con lụa này siêu đẹp, eo từ 74 đến 76 nhá. 100.000 lên mã 1 giùm em. 1 cho chị Ngọc Lan Nguyễn. Em đọc số tới. Chị nào mà chốt trước, tại vì em đọc số tới cho nhân viên nhà em nó chốt cho nó nhanh và nó không bị nhầm số, nó bị rối số, rối hãng. Mà các chị mà cứ lên trước ấy, mà một hồi bảo em ơi chị không vừa mà để em xả ra ấy, là em chặn Facebook đấy. Em không chốt cho các chị nữa đâu. Tại vì các chị lên trước như vậy á, là các chị chốt bừa ấy, không nghe được vòng eo. Có 100 ngàn một cái thôi, nhưng mà 100 ngàn cũng là tiền. Các chị chốt rồi các chị sợ là xả ra thì em chặn Facebook, hay là em không chốt cho các chị nữa. Các chị lấy về không mặc được, tốn 100 ngàn phí không? Đúng không? 100 ngàn cũng là tiền mà. Cho nên các chị thì nghe rõ số đo vòng eo mới chốt nhá. Còn chị nào mua về bán thì cứ chốt luôn thì còn kịp, đúng không? Không cần phải số gì, đúng không? Cô Linh học kêu chốt không được thì buồn, mà chốt được thì hết tiền. Cô rảnh chứ trời. Cô Linh học ơi, sao cô rảnh vậy? Chốt không được thì buồn, chốt thì hết tiền là sao? Chơi vậy ai chơi? Hôm nào đẹp trời cô ra đây cô lựa cho sướng cô. Con này cho em nhá, một con 2 giây. Nó đẹp. Đẹp ối dồi ôi luôn đó trời. Thề nó đẹp ối dồi ôi. Con này mặc vào em nói nó ối dồi ôi. Chị nào eo từ 70 đến 74 nhá. Chị nào eo 70 74 nhá. Đầm Nhật các chị nhìn này. Đầm Nhật nó đẹp như vậy này. Đấy, số 2 cho em, eo 70 74 nhá, 100 ngàn. Con này cho em. Như vậy mà không đẹp thì cái gì đẹp chứ chị? Nó dễ thương như thế này nè, gấm đẹp vậy nè. Con này ở cái phần ngực nó nhúng vậy nè các chị. Ở cái số 2 cho chị Nguyễn. 2 cho chị Nguyễn Thủy. Bà lo bà ăn đi. Đúng bà rồi. Coi. Nhúng vậy này dễ thương không? Trời ơi, cái này dễ thương quá. Gấm ấy. Mét rồi à. Con này các chị này, cứ từ eo 82 mà quay trở về ấy, ai thích rộng thì cứ bơi hết vào đây. Bầu bí bon chen luôn dùm em cái nhá. Mã số 3 dùm em 100 ngàn. À, chị Hoàng My đâu rồi nhỉ? Úi dồi, bà Hoàng My đâu rồi? Chị Hoàng My ơi, cái này ăn chơi này. Úi dồi, mấy cái này ăn chơi lắm. Trời ơi, một cái con mà nó khoác xịt xỏ con bò như thế này. Một con khoác siêu đỉnh, dáng dài miên man, khoác free size siêu đẹp, hàng của Nhật các chị nhá. Khoác free size là ai cũng khoác được nha các chị. Còn chừng nào em báo cái nách này nó vừa với size nào thì các chị sẽ chốt từ cái size đó. Còn cái con này á, nó là khoác free size. Lên mã 4 cho em nhá, 100 ngàn. Mã 4 cho chị Ngọc Lan Nguyễn. Size S, size M, eo 65-72. Xuất con bà sắc. Úi dồi ôi, con này đẹp phê lòi tòi phòi ra thề luôn đấy. Nhìn con đầm muốn cắn một phát. Cắn luôn một phát cho em cái số 5 nhanh còn kịp ha. Úi dồi ôi, con này nha. Các chị nhìn bữa này lên mã công bằng cho nhanh dùm em. Eo 74 nhá. Eo 74 quay về. Mã 5 cho chị Nguyễn Thị Thơ. Không đẹp nghỉ bán con mẹ luôn. Đẹp quá các chị ơi. Trời đẹp. Em nhìn con này mê lắm. Con này lên cho em mã số 6 nhá. 100 ngàn. Eo 74 quay về dùm em. Ôi mấy con này đẹp lắm. Mèo. Chó mèo. Con chó. Chưa có mèo. Con chó. Tao kêu con chó này nhưng mà tao kêu mày chó đâu. Con mèo, chó mèo. Bữa tao kêu con hoa bà cũng vậy. Làm giá mà cũng ối trời ơi. Eo 72, 74 quay về cho em. Lụa cho em siêu dễ thương. Siêu phẩm chó mèo. Úi dồi ôi chó mèo. Con chó, ôi con mèo quên. Dễ thương quá. Lên em mã số 7 nhá, 100 ngàn. Eo 70, 74 ấy. Biết sai. Mã 7 cho chị Ngọc Lan Nguyễn. Biết sai giùm em nhá. Biết sai siêu đẹp cho em. Trời ơi, biết sai nhá, ai cũng mặc được nhá. Nói chung là eo 80, 90, 100, 101 thì mặc hết cho em nhá. Biết sai. Dễ thương cute nhá. 100 ngàn lên em mã số 8.
8. Ấy dồi ôi, con số 6 này có chị nhìn nào nhìn thấy đẹp không? Ủa con này đẹp vãi cho ra. Mã số 8 cho chị Nguyệt Minh Phạm cái Lý. Con này con số 6 có chị nhìn này, nó đẹp, đẹp chân cả tuyệt vời luôn á. Cái form nó đẹp kinh à, nhìn này. Cái form này đẹp kinh khủng luôn á, nhìn này. Trời đất mẹ thôi. Con này mặc vào không đẹp không lấy tiền á. Chị nào eo 74 quay về đó. Cái này số 6 100.000. Ui dồi ôi, con này nó mát rồi rưỡi. Cái chị nhìn này. Một con maxi siêu phẩm. Một con maxi xịt sò con bò nha. Chất cực kỳ mê luôn. Mát lạnh. Chị nào eo 80-82 quay trở về, ai thích mặc thì cứ bơi vào đây cho em. Nhìn này, phê luôn á, con này phê luôn á. 100.000 lên cho em mã số 9. Thung lạnh. Thung lạnh cho em. Chị nào eo 78 quay về nhá. Eo 78 quay về. Thung lạnh như vậy này. Mặc như không mặc này. Lên cho em mã số 10. Một con lụa đi tiệc. Eo 65-70 size S. Cái màu của nó là chất lụa màu vàng đồng như vậy ha. Một con lụa đi tiệc cổ nữ hoàng này. Đẹp không? 100.000 lên cho em mã số 11. Mã 11. Eo 100 chốt biết sai giùm em. Công sở rất dễ thương. Trời ơi con này bao dễ thương nha. Chị nào có chia sẻ bài, em bán cho con này 100.000. Chị nào không chia sẻ bài, chưa có hiện người chia sẻ em bỏ qua luôn nhá. Cái mã con này 11. Con này cho em này. 11 cho chị Nguyễn Truyền. Chị nào eo 70, chị nào mà eo từ 84 quay về. Áp dụng chị nào đã có hiện người chia sẻ. Eo 84 quay về, em bán cho con đầm xịt sò con bò này 100.000 lên cho em mã số 12. 12 em áp dụng có hiện người chia sẻ nha các chị. Chị nào không chia sẻ em bỏ qua luôn nhé. Trời ơi con này báo đẹp. Chị nào eo 82 quay trở về, eo 80-82. Ô con này đẹp quá. Không đẹp không lấy tiền. Chất von cực kỳ mê này. Chị nào eo 80-82 100.000 lên cho em mã số 13 nhé. 12 chị Phạm Thị Hương. Mã số 13 giùm em. Hàng hiệu Bâu Di Lâu giùm em đây. Có hiện với chị. 12 cho chị Phạm Thị Hương. Các chị ơi giúp em chia sẻ bài nhá. Giúp em chia sẻ bài ha. Các chị chẳng có ai chia sẻ bài cho em gì hết. Chốt toàn đầm đẹp, đầm rẻ nguyên một dãy luôn. Chẳng ai chia sẻ bài cho em. Có chị Thuận Nguyễn Hoàng hiện người chia sẻ này. Chị Nguyễn Thị Nghe hiện người chia sẻ này. Còn 13 các chị... cho chị Đỗ Lan. Quá trời các chị vào mua được đầm đẹp, đầm rẻ miễn ship mà chẳng ai cho em xin nút chia sẻ. Em buồn ghê luôn á. Buồn ghê luôn á. Con này thung lạnh pho mau nhá. Hàng hiệu Bâu Di Lâu. Nó đẹp vậy này. Chị nào có cái vòng eo từ 74-75, eo 74-75 cổ đồ nhẹ nhá. Lên cho em mã số 14. Mã 14 100.000. Một con vin lụa. Trời ơi con này siêu đẹp. Trời ơi con vin lụa hoàng gia nhá các chị nhìn này. Nó mềm đã lắm luôn này. Dáng như vậy ha. Xinh không? Chị nào eo 74 quay về. 14 cho chị Nguyễn Thủy. Eo 74 quay về lên em mã số 15. Mã 15 giùm em. Không xinh không lấy tiền ha. Eo 74-75 quay về giùm em. Chị nào eo 74-75 lên cho em mã số 16 100.000. Các chị đang ghéo lên là có chia sẻ mà sao không hiện. Dạ các chị không chia sẻ nó mới không hiện. Còn chị nào có chia sẻ nó phải hiện nhá. Chị Thu Thanh có thiện người chia sẻ này. Đây, chỗ con này đã quá, con này rồi. 15 con này cho chị Thiên Cậu Gia Phạm. Trời ơi sướng quá này. Em chào chị Thiên Cậu Gia Phạm. Chào các chị yêu mới vào nha. Chào các chị yêu nha. 16. Chào chị Phạm Nga nha. Chào 16 chị... cho chị Phạm Nga Lý này. Chào tất cả các chị yêu mới vào nha. Chào chị Lê Lộc. Chào các chị yêu nha. Con này đã quá. Con này siêu đẹp luôn này. Nhìn này. Mặc nó sướng ấy. Chị nào eo 74-75 lên cho em mã số 17 100.000. Đây von. Trời ơi chất von tơ. Chào các chị mới về, các chị cho em xin một nút chia sẻ nha các chị ơi. Siêu đẹp con von này cho em. Chị nào eo 84 quay về. Trời ơi con này sang lắm. Con này rất là sang, eo 84 quay về cho em. Lên cho em mã số 18 100.000. 17 cho chị Phạm Nga. Cái này đẹp độc lạ. Xì tai xì tin, xì tai xì tin gì đây này. Ui con này xì tai xì tin quá. Chị nào eo 80 quay về, mặc phong càng rộng càng đẹp cho em. Lên cho em mã số 19 100.000. Siêu phẩm công sở. Các chị nhìn này cái màu cưng không? Trời ơi đẹp dã man như vậy này. Chị nào eo 74 quay trở về.
100.000 lên cho em mã số 20. Mã 19 cho chị Nguyễn Thủy. Chị nào eo 78-80 quay về. Chắc... Em chào chị Minh Nguyễn, chào chị Bích Đào, em chào các chị mới vào nha. Các chị em xin một nút chia sẻ nha các chị ơi. Ê, chất bao đã luôn. Eo 78 và 80 quay về lên em mã số 21. Mã 20 cho chị Ngọc Lan Nguyễn. Vinform xòe như vậy. Trời ơi, con này đẹp quá. Các chị nhìn này, cái chất mềm như vậy này. Trời ơi, mềm mà mới tinh tình, mới toan toàn toàn này. 18. Mới toan toàn toàn, mới tinh tình, mềm ơi là mềm nha. Cài cúc từ trên xuống dưới cho em. 18 cho chị Ung Hải. Eo 74 quay về lên cho em mã số 22, 100.000. Chị nào eo 74, 76, 100.000, siêu đẹp nhá. Lên mã 1. Mã 1 giúp em. Ủa, siêu đẹp. Siêu vẹo. Mã 22. 22 cho chị Trang Dương Nguyễn. À, eo 84 qua về. Cho chị Phạm Thị Hương. Ê, con này không đẹp, không lấy tiền á. Trời ơi, nó đẹp quá đi á. Eo 84 quay về, siêu đẹp. Mã số 2, 100.000. Eo 90 quay về, một cặp luôn á. Eo 90 quay về, 100.000. Không đẹp, không lấy tiền nhá. Theo hết luôn này. Trời ơi, cưng dã man luôn. Von bịt đã chưa? Lên cho em số 3. Eo 90 là số 3. Sao lần nào ông chốt đơn chị chúc cha cũng chả cha chốt đơn vậy? Ừ, kệ đi. Ừ, cái mày ừ đi, mày phải rắc rối được gì. Ừ đi, dạ đi, cảm ơn đi. Dạ, em dỗ chị chúc cha luôn. Một con hàng hiệu Toko của Nhật. Các chị nhìn này, cái chất hàng hiệu, các chị nhìn này. Lên form hiệu một cái là nó xịn sò con bò chưa? Chất này các chị, chất sướng lắm, chất hơi bị chất luôn. Nhìn này, cái form hàng hiệu nhìn sướng lắm. Chị nào eo 70, 72, 74 quay về lên cho em mã số 4 nhé. Mã 4 giùm em. Đẹp độc lạ. Con này đẹp độc lạ cho em nhé. Đẹp độc lạ. Free size. Ủa, con này dễ thương ghế nhỉ. Nhúng hết trơn. Lên cho em mã số 5, 100.000. Bích đào. Này, bích đào đấy. Tình yêu bích đào hốt rồi, hốt em lấy cho nè. Chị Thùy lên chốt, chị chốt đơn mấy ngày chưa được nhận. Bích đào con này, bích đào có lấy con này luôn không? Em để cho con hai con này. Tình yêu bích đào ơi, ưu ái cho hai con về bán này, bán cho con lọc nào. Mã số 3 cho chị Lan Trần. Là hốt hai con này về bán cho con lọc nào. Chị Lan Trần, cho em xin số điện thoại để chị với tin nhắn Facebook luôn nha chị ơi. Ok, bảo em phát. Body, một con body hàng hiệu xịt sò. Mã số 3. Nó đẹp trên cả tuyệt vời, màu đỏ nhá. Úi dồi ôi, nó mới kinh khủng. Lại chuốt tôi cái gì, có hai con, mỗi một con một số quỷ ra. Con số 3 là số 3, số 2 nó số 2 này mì mù số à. Nhưng mà hai con hai sai. Một con eo 84, một con eo 90. Mã số 5 cho chị Bích Đào. Tao phải để ra hai ô rồi mà nó còn bảo nó có hai con. Hai con tao để con mẹ nó ra một ô, tao để hai ô gì. Úi dồi ôi, còn mới nguyên tem. Mày xin lỗi một ngày mấy lần? Ngày nhiều lần. Chị nào eo 70, 72? Bích Đào. Eo 70, 72 lên cho em mã số 6. Số 6 giùm em nhé. Đúng rồi, chị Bích Đào có lấy cái này không? À, chị Bích Đào... Có. Em lấy cái bọc để riêng chị Bích Đào. Có rồi, đây rồi. Đây, ui dồi, heo này đẹp quá, dễ thương quá chị ơi. Về bán cho con lọc giùm em cái. Mấy con này nhà em bán 100 ngàn chứ người ta bán không có 100 ngàn đâu chị ơi. Người ta bán cao 200 mấy con á, không rẻ đâu. Mã số 6. Nhà em bán 100 ngàn, chị thật nhiều khi thấy các chị like từng con cực khổ ấy. Mã số 6 cho chị Liên Huyền. Tụi em bán vậy thôi để các chị kiếm chén cơm chén cháo. Chứ em mà bán 150 thì cũng bình thường ấy mà. Như cân đường hộp sữa ấy mà. Chào các chị mới vào nha, các chị cho em xin một chia sẻ nha các chị ơi. Em có thể gấp đôi 3-4 màu không Phú mày? Người ta giặt ủi cực lắm luôn Phú ơi, em đừng có vo chị ấy này. Ít ra thì cũng như vậy chị các em à, ít ra mình cũng được như vậy nha em. Mình không được hơn thì mình cũng được như vậy nha em. Mày lại xin lỗi lần thứ hai quỷ. À nó xin lỗi miết rồi về. Úi dồi ôi, con đẹp vãi. Trời ơi, nó đẹp vãi. Chị nào eo 72, 74 quay trở về ấy. Mặc con công sở này cho em nhé. Lên cho em mã số 7 nhé. 100.000. 100.000 các chị ơi. Mãi dô. Đẹp quá đi. Mãi dô. Tuyệt phẩm. Một con tuyệt phẩm maxi. Màu rất là nhu nhã. Các chị nhìn này. Úi dồi ôi, chất von tơ của nó này. Nhìn này. Không một tì vết. Dã man không? Chị nào mà có cái số đo eo từ 65 đến 74 ấy
Nhà em không cho số điện thoại địa chỉ trên line nha các chị ơi. Các chị khách mới chốt được một đầm bên em cho em xin số điện thoại địa chỉ với tin nhắn Facebook nha. Sau 15 phút không cho em đầy đủ thông tin xin phép xả đơn cho Facebook nha chị ơi. Em ơi, khi em chốt đơn người nào khách mới là đọc xin liền luôn. Em xin rồi má. Xin liền luôn, báo luôn là không cho địa chỉ em sang Facebook luôn. Chị Lan Trần ơi, chị vào xem trong tin nhắn rồi chị cho em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Em từ 65 đến 7475 lên cho em mã số 8 100 ngàn. Mã số 7 cho chị Thêu Thanh. Dạ, hơi rét tí. Em có một trái bơ. Em xẹp ra làm đôi là hai miếng bơ. Em ghép lại. Em ghép lại thành là rác bơ. Không, em ghép lại thành rác bơ. Mã số 8 cho chị Bích Đào. Con này nha, gấm đẹp nha các chị yêu ơi. Gấm đẹp nha. Cái này gấm đẹp nha các chị. Rờ sướng lắm nha các chị, mới tình hình tình nha. Eo 78 quay về dùm em. Ui, một siêu đẹp. Nhìn đi phê chưa. Eo 78 quay về lên cho em mã số 9. 100 ngàn. 100 ngàn. Ui dồi ôi, con này nó phê. Nó mới tinh tình tình, nó mới tinh tình tình các chị ơi. Con này sướng lắm luôn, dễ thương vãi ra này. Ui dồi, có cái dễ thương nó bỏ bên trong. Ui dồi, mấy đứa là thiệt tình. Có cái dễ thương nhất nó bỏ bên trong. Mình có đơ hả? Mình thề đi. Mày cột rồi nào. Thật không? Mày cột đẹp rồi đó. Eo 84, eo 84, 85 quay về cho em. Chị nào eo 84, 85 quay về. Mặc con này không phê, không lấy tiền ha. Đẹp lắm. Lên cho em mã số 10, 100 ngàn. Mã số 9 cho chị Nguyễn Thủy. Ôi dồi ôi. Cái lời ngọt ngào nói ra nó khó lắm. Thế đứa nghe, đứa nào cột cái nơi này đẹp quá. Chị chứ ai. Đừng nói em, nó tao tán xéo hán. Tao cột đó. Tao cột đó, đứa nào kêu em nó tán xéo hán. Con này đẹp quá trời đi. Mã số 10 cho chị Phạm Nga. Chị nào eo 78 quay về này. Ủa, con này xinh thế nhỉ. Trời ơi, mềm xinh chứ. Eo 78 quay về lên cho em mã số 11 nhá, 100 ngàn. Số 11 nơi em đổi cho cái gì? Trời đất ơi, xuyên thấu cho em. Nếu mà làm khoác thì vừa resize. Làm đầm á, thì có cái lót thì mới mặc nha các chị. Khoác đi ra biển. Khoác lên trên giường ngủ cho em. Úi dồi ôi, đẻ nhiều ráng chịu nha. Khoác thì vừa resize. Con nào kêu? Úi dồi ôi, nó đẹp, von nó đẹp. 100 ngàn lên cho em mã số 12. Đứa nào khác dán chứ số cái này vào đây làm cái số đâu. Chị ơi. Mã 11 cho chị Đông Phương Tiêu. Chị Đông Phương Tiêu cho em xin số điện thoại, địa chỉ với tin nhắn Facebook luôn nha chị ơi. Trời ơi con này nó xịn nha. Con này gần 200 ngàn một con các chị nhá. Nhập đi nhập ơ đây. Em sẽ áp dụng chị nào có chia sẻ bài, chị nào không chia sẻ bài em bỏ qua. Vì em bán con này 100 ngàn nó rẻ quá trời ha. Mã 12 cho chị Thiên Cậu Gia Phạm. Chị nào eo 85. Anh hẻ gì đấy. Chị nào eo 85. 86. Chị nào eo 85, 86 quay về. 11, 12 em hết nha mấy chị ơi. Chị nào eo 85, 86 quay về 100 ngàn. Áp dụng chị nào có hiện người chia sẻ nha. Khách cũ. Lên em mã số 13. Chị Anh Vân. À, mã 13. Không, không. Biết rồi. Dù gì, dù gì. Các chị ơi vào đây. Các chị vào đây mua hàng ấy. Các chị cho em xin một nút chia sẻ. Để mình còn được vừa chơi mini game vừa mua hàng đúng không? Chứ không bị người chia sẻ chốt được con đầm đẹp lại không bị mất lượt thì ui giời chán đời đúng không? Chốt được lâu lâu mới chốt được con đầm đẹp. Chị Liên Huỳnh chốt được mã 13 có hiện người chia sẻ, chúc mừng chị luôn. Xuống 13. Mày lợi gì nữa? Chị nào làm việc với chị là phải nhanh gọn lẹ dứt khoát. Làm việc với chị mà lề mề cút mẹ đi. Con này nha. Eo 84 quay về nhìn nha các chị. Eo 84 quay về sướng lắm. Lên cho em mã số 14. Mã 14 cho em 100 ngàn. Trong cuốn là chị. One, two, three, four, five, tell gì. Dạ em chào chị Kim Hoa Huỳnh nha. Em chào các chị mới vào. Các chị mới vào em xin nút chia sẻ nha các chị ơi. Trời ơi con này mặc nó như không mặc đấy các chị. Mã 14 cho chị Trần Thanh. Úi dồi ôi, nó mặc như không mặc như vậy. Các chị là nhìn này sướng không. Con này thung lạnh mê thế nhỉ. Chị nào mà eo 80 quay trở về nhá. Lên cho em mã số 15 100 ngàn. Mã số 15 100 ngàn. Úi dồi ôi, con này nó đẹp. Một con hiệu Paris, em đến từ Paris nhá. Chị nào eo 78 quay về cho em. Chị nào eo 78 các chị ơi mềm. Em chốt đơn bằng máy. Mềm dã man, các chị con này mềm dã man. Nhìn này, một con đen, jean đen.
Nói chung là vậy đó. Eo 78 quay về là em 15 cho chị Vương thôi. 16, mã 16 dùm em nhé. Mã 16. Rồi. Hôm nay không cần lên cú pháp nữa nha mấy chị ơi. Một con đen. Ủa con này đẹp quá. Chị nào eo 86, 82. 16 cho chị Phạm Thị Hương. Còn nguyên cái tem dùm em. Tay dễ chị Vương hỏi cho em xin số điện thoại, địa chỉ với tin nhắn Facebook luôn nha chị ơi. Chị nào eo 80, 82, 100 ngàn lên em mã 17. Mã 17 giúp em. Ôi con này dễ thương quá. Con hàng hiệu xịn sò con bò nha. Chị nào eo 80, 82. Úi dồi ôi. Eo 80, 82 cho em. Lên cho em mã số 18, 100 ngàn. Mã 17 cho chị Anh Đức. Ôi hôm rồi, hôm qua, hôm kia gì chị nào mà chốt được con áo trắng, con áo khoác trắng giống với cái hiệu này nhỉ? Cái hiệu mà em bảo là còn cái dây tem này. Bữa nay nó có màu đen này. Úi dồi ôi, cái này mặc cứ như không mặc đấy. Úi dồi ôi, nhìn này. Mã 18 cho chị Dần Thanh. Hề luôn các chị ơi, làm sao mà nó sướng thế này. Không một cảm giác khi mặc cái áo lên người nhá. Không một cảm giác nào là khi mặc cái áo này lên người. Cứ như kiểu là, cứ như kiểu là không mặc cái nhỉ. Ôi mặc mẻ về đi sướng quá. Con này cho em nha. Cái này cái gì đây, biết sai. Biết sai, cái này eo 90, 100 mặc được hết à. Chị nào eo 90, 100 mặc thoải mái nè. Cái này lên cho em mã số 19 à, 100 ngàn. Kìa, mấy chị đồng phát kìa. Úi dồi ôi, con này đi tiệc cho em. Các chị ơi, đi tiệc luôn dùm em cái gì này. Một con tiệc dùm em cái nhìn nha. Không hở vú đâu nha. Nhìn nè, đẹp không? Chị nào mà eo 65 em. Nhà em không bán theo ra chiều cao với lại theo cân nặng nha. Nhà em bán theo số đo vòng eo nha các chị ơi. Eo 65, 72 cho em. Chị Phạm Nga xin cái khớp đen kìa. Eo 65, 72 lên em mã số 20. Cái gì vậy? 19 cho chị Bích Đào. Khoác trên người em nó sướng quá, bây giờ không muốn cởi rồi. Không muốn cởi rồi. Khoác cho chị Phạm Nga. Đứa này nó giúp ăn cướp đấy nhỉ. Ăn cướp ở trên livestream mà. 100 ngàn nó 4 tờ hủ tiếu đó. Mặc quài. 100 ngàn 4 tờ hủ tiếu đó mặc quài. Các chị thấy nó quỷ sứ không? 100 ngàn nó 4 tờ hủ tiếu đó mặc quài. Hawaii. Một con hàng hiệu Hawaii còn nguyên tem nha. Hàng hiệu Hawaii này các chị này. Ồ, hàng hiệu Hawaii là một trong những cái hàng hiệu xịn sò nổi tiếng. Dạ, em chốt rồi nha mấy chị ơi. Chị nào mà eo 65-72. Bé ơi, chụp lại cái của chị Thùy Linh để hỏi chị Hằng coi. Eo 65-72 lên em mã số 21. Ê, 21 đúng không? Chị 21. Thùy Linh đó nha. 21 giùm em, 100 ngàn. Bị mù. Dạ, xin lỗi. Trời ơi, con này cưng. Không biết. Cái gì, cái nào nói gì? 21. Mã của ông phải bán. 21 cho chị Thu Uyên. Cái này von mềm lắm các chị ơi. Von cực mềm nhá. Eo 84 quay về. Lên cho em mã số 22, 100 ngàn. Một con màu đỏ. Chất thun cô tông xịn của Nhật nha. Úi dồi ôi, con này nó phối ren ở mấy cái phần này thì cưng quá. Con đỏ này xinh quá. Cái này dáng lỡ nha các chị. Em 1m55 ngang qua cái bắp chuối to của mã em nha. Mã 22 cho chị Thoa Nguyễn. Cái này xinh quá. Ê ê ê ê, ê cái này. Cái này con của chị Giang Ma. Ê con đỏ này mày cắt đi cho con chị Giang Ma. Úi dồi ôi, quên con mẹ rồi. Em ơi phi vào cái chỗ nào có thứ Giang Ma đi em. Nhìn ra đây trúng chân. À quên Nhìn đây thằng này trúng chân. Tao quên. Úi dồi cái này của em. Em chốt. Còn mã 20 cho nó. Úi dồi cái này em chốt nha. Đọc đi. Trời ơi em chốt. Mã 20 cho chị Ngọc Phát Sơn. Trời ơi em mà mặc con này nhìn em hơi bị baby cute. Xong rồi em lên giường thì úi dồi ôi giường chiếu. Úi dồi ôi đẻ nhiều. Úi dồi ôi sập giường. Úi dồi cái này cưng lá. Và cái này đùa chứ cái này mặc bình thường đi chơi chứ giường chiếu gì. Cái này đẹp lắm. Con này nó phong âu đẹp lắm này. Đuôi cá xòe xòe này. Chị nào mà mà cho Nguyễn Thị kêu có con này eo 76 cho chị. Chị nào? Trắng. Chị nào? Mai nào? Cho Nguyễn Thị. Ủa chị Mai cho Nguyễn Thị thích con trắng à? Thích trắng à? Để đi em tìm kiếm trắng cho. Em đang đo cái vú này vừa không nè? Cô cái vú này chưa hết. Con đó có phải màu đỏ không? Con này màu rút, màu đỏ ra ngoài kia rồi má ơi. Mình màu à. Cái con này cho em nhá, eo 80, 82 quay về nhá. Eo 80, 82 quay về. Úi, con này xinh thế nhỉ? Lên em mã 1, 100 ngàn. Hình chúa tôi, mày bao trùm thế giới rồi.
Chữ của mày là thôi rồi, ôi trời một ơi. Con gấm đen. Nó phải đi hết nó mới chịu. Gấm nha các chị nhá, gấm mềm á. Gấm mềm á. Con này dành cho các chị eo bao nhiêu đây? Đứa nào lau bọc kệ nó, cho nó chết mẹ đi. Không, thường mấy cái đấy đóng nhiều là đóng đi luôn mà. Đâu có còn qua cơ hội quay lại đâu em. Mã 1 cho chị Trung Vân Luyến. Chị nào eo 90 đấy. Chị nào eo 90 lên mã 2 giùm em 100 ngàn. Mã số 2 giùm em 100 ngàn nhá. Chị Mai Trâm thị mua cho con gái. Ờ, có con gái màu trắng hả? Màu trắng. Ờ, để đi, để em lên có em mỡ mới. Cô đi tiệc giùm em. Đi tiệc eo 80, 82, 84 giùm em. Đẹp quá, đi tiệc nha các chị nhìn nè. Cái này mặc đi tiệc xong rồi mình khoác cái khăn rơi rơi trên vai á. Số 2 cho chị Trung Phạm. Khoác cái khăn rơi rơi trên vai đẹp nha các chị. Còn mới lắm, mới nguyên tem nha. Chị nào eo 80, 82, 84 luôn nhá. Lên em mã số 3, 100 ngàn. Baby Don. Tàng 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 tàng. Một con hàng hiệu Yara Kutra. Đẹp quá. Trời ơi đẹp, các chị này thấy dễ thương không? Yara Kutra. Cái này các chị mặc form rộng càng rộng càng đẹp. Eo 80 quay về ai mà cũng được. Lên em mã 4 100 ngàn nhá. Đây. Chúc mừng chị nào chốt được con này. Con này là một cái con 2 dây yếm mà form Âu. Mã 4 cho chị Trung Minh Luyến. Để em qua em vừa không? Em vừa em chốt à. Không vừa mới đâu chứ. Không vừa mới đâu. Con này mê quá. Em mà mặc con này với cái áo sơ mi đẹp lắm mà em không vừa. Ôi dồi ôi tiếc. Dạ em chào chị Phạm Thảo nha. Chị nào eo 76, 78. Ui dồi ôi con yếm phong Âu. Còn là Âu yếm lên em mã số 5, 100 ngàn. Mày im mồm đi, tao không kêu mày câm đâu thằng quỷ sứ. Con này cho em một con áo khoác ren xịn sò cho em nhá. Ren xịn của Nhật này. Con này free size nhá, ai cũng khoác được này. 100 ngàn lên cho em mã số 6. Mã số 3 cho chị Nguyễn Dung. Úi dồi con hàng hiệu. Một con hiệu. Nó nhập hiệu ở trong đây cho chị Đông Phương Tiêu. Nó nhập hiệu ở trong đây nó mềm rũ rượi à. Chị nào eo 80 quay về nhá. Này. Các chị thấy không? Xinh không? Mã số 6 cho chị Phạm Thùy Dương. Eo 80 quay về lên em số 7 100 ngàn. Len. Cái này để mà nói thì đúng ra là cái gì? Phun gân hả? Nhưng mà không, chuẩn đó. Em nhìn cho các chị nhìn kỹ này, len á. Len nha. Len á. Cô ngập. Cái này các chị mà mặc vào trong người xong rồi mặc áo khoác mấy cái áo khoác măng tô ấy. Áo khoác da áo khoác vét dài ấy. Ủa mặc sang vãi. Thề sang vãi. Mã số 7 cho chị Phạm Nga. Chị nào mà eo từ 65 cho đến eo từ 65 cho đến 76. Eo 65 76 nhá. Yếm xanh là con nào? Cái gì vậy? Yếm xanh chốt cái tiêu rồi còn đâu. Yếm xanh chốt lâu rồi. Yếm xanh chốt rồi. Ôi chốt rồi à. Eo 65-76 thì em lên cho em mã số mấy rồi nè. Mã số 8. Mày cho nó một cái kẹp to, nó đặt lên đây coi. Mày đặt ngược cái kẹp lại. Đặt ngược cái kẹp lại. Ừ, vậy đó. Ừ, dạ, vậy đó. Mã số 5 chị chốt thứ hai nha chị Mỹ Mỹ ơi. Con này cho em một con Vin nhá. Một con Vin. Một con dáng Vin như vậy này. Trời ơi, nó mềm lắm. Cái này nó xuông xuông mặt rất thích nha các chị nhá. Eo 84 quay về lên cho em mã số 9. Chấm bài giúp em không mấy chị ơi. Ôi dồi, có cần phải cuốn vào mấy vòng không chúa? Một con hàng hiệu của người ta mà nó cuốn vô mấy vòng nhìn thấy ớn vậy. Thề nó cuốn vô vô nhìn nó nát. Má, bữa nay bị chậm mạng, bị chậm. Nó cuốn vô nhìn mất giá trị con đầm luôn. Thề mấy đứa này nó không có mắt. Mẹ số 9 cho chị Trang. Đứa nào là người cuốn cái con đầm này? Tao trừ mày 100 ngàn. Trời ơi, con này rất là mát các chị ơi. Chị nào mà eo 76. Nè, em chốt bằng máy nên không thắc mắc là chốt trước sau nha mấy chị ơi. Eo 76 quay về cho em 100 ngàn lên em mã số 10. Này mẹ thắc mắc bao xe lên đây cho chị Phương cho coi máy hết. Chị nào, chị nào? Chị nào thắc mắc em bao xe cho các chị về nhà em để ngồi chốt đơn nha. Chị Mỹ Mỹ. Chị nào thắc mắc em bao xe lên nhà em ngồi chốt đơn tại vì nhà em chốt đơn bằng máy này. Mà này là bây giờ là mấy trăm người xem thì đương nhiên là một người chỉ được một con thôi. Và mà ai mạnh nhất được một con thôi. Chứ không giống đồng hàn mà chia nhiều 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 con. Đấy khổ vậy các chị. Con này cho em nhá, mới tinh. Con này nó màu nó buồn buồn vậy này. Màu nó buồn buồn nhưng mà nó là hàng Nhật, nó xịn nha. R nó sướng vậy này. R nó mềm vậy này. Đó. Chị nào mà eo từ bao nhiêu nhỉ? Kiểm tra cái eo này coi, cái ngực này coi, cái vú được coi. Chị Giang Mai bị yếu. Chị nào eo 84 quay về nhá. Con đỏ lên mãi từ ba đời rồi chị mới lên đỏ. Eo 84 quay về lên em mã số 11. Đỏ này gì? Hay con nào? Đó. Em thấy đỏ đó chốt. Chắc con này gì? Chắc vậy. Hỏi chị coi phải con đỏ này không? Chị Giang Mai ơi, có phải con đỏ đó không chị ơi? Chị Giang Mai ơi, con này hả? Con đỏ này đúng không? Mã 11 cho chị Mai Trâm Nguyễn Thị. Đỏ này số mấy đây?
số 8 đó. Một con đen. Chị nào eo 74, 75. Chị nào eo 74, 75 nhá. Một con đen xịn xò con bò như vậy nhá. Cái này lên cho em mã số 12. 100.000. Một cái set. Cái set này set dễ thương nhá. Set này là set xì tai của Trúc Phương. Mặt xinh xinh ngắn ngắn như thế này thôi. Cái set này là tại sao? Tại vì nó có một cái áo khoác và một cái váy ở trong, cho nên là gọi là một cái set. Mẹ hồi đó. Nói chung là cái set này là 100.000. Này, nó không có dài đâu các chị nhá. Nó xinh xinh như vậy này. Thề xinh cả vãi cả ra này. Này xinh vậy thôi nha. Xong rồi có cái áo khoác này. Nó xun 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 như ruột heo vậy này. Có set. Ôi ôi con này xinh lắm. Set là cái này nè. Nó còn có cúc nữa này. Ủa set là đó hả? Con quỷ tao đang giới thiệu set đây. Mày cứ hỏi set là cái gì. Set nào hết rồi đừng có giới thiệu nữa. Thì mày bảo tao. Con này dễ thương không dài đâu. Nó là tới tô tới gối thôi. Xinh lắm. Này xinh ôi là xinh. Nói chung là bán 100 ngàn. Về các chị muốn mặc muốn bán kệ. Chị Thùy Linh thắc mắc ở trong tin nhắn giùm em nha chị ơi. Thắc mắc gì? Ủa anh Hoàng kêu đi chấm mấy cho anh xử lý mà đến hồi em chấm xong chị hỏi rồi. Thắc mắc cái gì? Đọc lên coi. Đơn mấy ngày rồi vẫn chưa nhận được. Chưa nhận được hay sao? Hay là chưa nhận biên like hay là chưa nhận được hàng? Chị kêu chưa nhận biên like gì đó. Chị nào, ủa sao anh Lực bảo là không còn đơn đánh? Hay là chị chốt một con 50 hay 70 gì đó. Trời ơi, chị coi chị chốt được cái gì? Chị đó là tên gì? Chị Thùy Linh. Chị Thùy Linh ơi, chị Thùy Linh chốt được cái gì vậy? Mà tụi nó chưa thấy đơn vậy. Tụi em còn dồn đơn ở đâu nữa không? Mà đơn là đi hết rồi. Chị nào eo 70-72 hoa nhí nhá. Chất von mềm. Hoa nhí màu buồn như vậy nè. Các chị nhìn nhá, cái màu nó như vậy ha. Đấy, eo 70-72 dùm em. Lên cho em mã số 13 nhá. 100.000. Ui dồi, con này dễ thương quá. À chị gì đi. Chị Mai Trong Mũi Thị à? Thích con mấy con này không? Hồi nãy chị vừa hỏi đúng không? Để cho anh kiểm tra nào. Chị Mai Trong Mũi Thị hay ai em? Mấy chị nào? Chị Mai Trong Mũi Thị eo 76 màu trắng. 76 rồi để chị kiểm tra này. Không, con này không được. Này eo 72. 72-74. Eo 72-74 dùm em nhá. Con này đi tiệc nhá. Xinh. Lên cho em mã số 14 nhá. 100.000. Một con Vin eo 70-72 form xòe rất đẹp và tiểu thư nhá. Một con Vin tiểu thư này. Chị nào eo 70-72 nhá, lên cho em mã số 15 100.000. Con này 14 cho chị Nguyễn Truyền. Trời ơi con này eo 90. Mềm ơi là mềm. Chị nào eo 90 này. Ủa thích thế nhở. Chị nào eo 90 lên em mã số 16 100.000. Gấm mới tinh. Màu hơi buồn chút. Nhìn này các chị. Cái chất gấm mới tinh à. Màu xanh xanh như vậy này. Đều đều vậy này. Màu hơi buồn tí nhưng mà đẹp quá. Chị nào eo 82 quay về. Lên cho em mã số 17 100.000. Đuôi cá mã 16 cho chị Dung Nguyễn. Đuôi cá em chốt nha. Không biết em vừa không. Em vừa em chốt nha. Em mê con này quá. Ôi em bị chặt dạ, có mít size rồi. Chị nghe khi nào mà chị chủ lên mít size thì, trời thì, ơi tiếc chị chốt cái con này quá. Cái đít bị chặt. Chặt cái đít rồi. Bực mình cái đít quá. À cái đít đẹp. Hồi xén bớt bên chị ơi. Ê nó cái đít tao bực mình cái đít. Chị nào eo 78-80 giùm em nhá. Eo 78-80 giùm em. Em là em 80-82 cho nên là nó bị chật đít. Eo 78 và 80 nhá. Lên dụ gì? Chị Đông Phương Tiêu. À, cho chị Đông Phương Tiêu con này này. Chị Đông Phương Tiêu hay thích mấy con này. Quên. Lâu ngày quá quên. À, cái này cho chị Yama con cúc này này. Con yếm này này. Con này đẹp quá này em này. Còn nhiêu vậy? Hả? 15.000. Phút. Gấp này vô chị gì Giang Ma này. Này mày gấp đi, tao phi ra cho. Mày gấp luôn con này chị á. Ừ mày, con kia bỏ đầu ra tao phi ra. Chúng tôi bỏ đầu ra sẽ là xấu. Con này cho em nha. Chị chốt được một con mã 8 đậm hền 180k. Một chị ơi chị còn nhớ mẫu gì không? Chị chụp vào màn hình giùm em với. Có chụp hả? Màu đen mà. Mày đưa hình ra coi. Mày đưa hình ra chị coi. Đây. Còn mà tại sao không ai xử lý cho người ta? Biết. Bọn em thích chốt đơn đó ai biết. À con đen đấy gì? Con đen giống con áo đấy gì? Chốt ngày 22. Mà không ai xử lý đơn này cho người ta. Chốt ngày 22. 22 ngày nay 28 rồi còn gì nữa. Mà không thấy đơn à? Không thấy đơn là chắc chị chốt hụt cái gì? Đỡ chốt hụt sao? Đỡ chị chốt hụt sao?
Mở T-Bot ngày 22 ra kiểm tra chị Linh coi có chốt được con nào không. Em mở ngay T-Bot em kiểm tra một cái. Chồng ơi, mở ngay T-Bot cái ngày 22 ra kiểm tra chị Linh xem nào. Chị có chốt được con đấy không, số đấy không? Là biết tiền cái gì? Tại sao đi hàng hết cho người ta rồi mà bây giờ người ta không kêu, không nhận được hàng? Ờ, không có hàng, không có loa, không có đơn. Người ta đợi, người ta thích cái con đấy mà hay chốt hụt. Kiểm tra T-Bot là biết liền gì. Con này cho em nhé, con này siêu đẹp nha. Úi dồi ôi, con này đẹp nha, mặc sướng nha. Chị nào mà eo 74, 76. Chị nào eo 74, 76 cho em 100 ngàn lên em mã 1. Mã 1 nha. Lụa. Mấy chị ơi vứt xuống mà cho vào bịch rồi mấy chị ơi. Một con lụa cho em eo 80 quay về. Úi dồi, con lụa đẹp quá. Lụa màu buồn chết đi được. Lụa màu buồn đấy, nhưng mà nó đẹp lắm. Nhìn này, lụa có Nhật. Có ai trả lời tin nhắn chị đó là dạ chị có chốt mã 8 được rồi ạ. À. Xong rồi đơn đâu ta đâu. Ừ, đứa nào trả lời? Không biết. Đứa nào chị có chốt mã 8 được rồi ạ? À? Không biết. Mấy giờ và lúc bao nhiêu? Rồi. Mày kiểm tra lúc mấy giờ? Mai tao check camera luôn. 21 giờ 24 là cái đám bọn này ở đây thôi. Hoặc là anh ở bên kia thôi, chỉ có ở đây thôi, không có ai ở 21 giờ ở đây hết đó. Chỉ có đội nho nhoi ở đây trả lời thôi. Thì đứa nào? Không nhớ nổi. Không nhớ nổi, tôi chết camera ngày đó. Là biết liền ngày đó, lúc cái giờ, thời gian đó, đứa nào trả lời tin nhắn biết liền. Con này cho em, eo 80 quay về nhá. Eo 80 quay về lên em số 2. Anh trả lời, tại vì mã 8 em không bao giờ ghi M8. Ừ. Vậy anh trả lời, anh chuyên môn trả lời mà không bao giờ mà... trả lời xong rồi không có để ý nó thành công chưa, trả lời xong rồi trả lời thôi, rồi không có trách nhiệm với cái trả lời đấy để cho cái hàng nó đến tay người ta, đến cái khu vực chốt đơn. Bây giờ người ta không có cái con đấy, đi tìm đi. Vậy là chốt hụt có rồi thì không, đến lúc không có biết sai. Một con biết sai giùm em nhé, biết sai cái này mặc mát nha các chị nhé. Mã 2 cho chị Liên Huyền, cái này mặc cực kỳ mát nha. Biết sai lên cho em mã số 3 nhá, 100 ngàn. Úi dồi ôi, con này dễ thương. Con này bao dễ thương á. Chị nào eo 74 quay về cho em dễ thương. Dễ thương quá các chị ơi. Chị nào eo 74 quay về lên cho em mã số 4 nhá, 100 ngàn. Maxi siêu phẩm. Một con maxi siêu phẩm giùm em. Mới tinh à. Có cái nơ nhỏ nhỏ chỗ này xinh quá. Chị nào eo từ 70 đến 75, 76. Nhìn nha. Chị nào eo 70 cho đến 74, 75, 76, maxi siêu phẩm ha. Lên em mã số 5, 100 ngàn. Đi tiệc, FOMO đi tiệc. Đi tiệc nha các chị. Con này eo 65, 70. Em kiểm tra 72. Thùy Linh rồi. Hai cái Thùy Linh đều ngày 17, một cái Thùy Linh ngày 30, không có ngày nào 22 hết. Ở tại sao chị lại nói ngày 22? Thế là chị không có là đúng rồi. Mà tại sao nhắn tin cho chị là có? Mã số 3. Mã số 3 cho chị Đặng Thị Phương Dung. Ngày 22 là chị không nói chị là 22. Chị Đặng Thị Phương Dung cho em xin số điện thoại, địa chỉ và tin nhắn Facebook luôn nha chị ơi. 22 không chốt được, ở trong này trong máy không có tạo đơn. Không có tạo đơn mà trong tin nhắn lại kêu có chốt được. Rồi giờ sao? Con này cho em nhé, con này eo của em không biết 72 đâu. Eo 65 70 thôi. Chị nào eo 65 70 lên em mã số 6. Em dẹp cái việc đó qua một bên đi, ngày mai phải xử lý cho xong cái đơn đấy cho chị. Kêu mọi người xử lý cho xong chứ phải nghe rồi im. Không phải nghe rồi im đâu nhá. Mày in nghe tờ giấy này mà kẹp trước mặt tao, đập vào mặt mấy đứa ra. Rồi xử lý cho xong. Còn không xử lý xong được thì bảo tao biết đường tao xử lý. Đừng có nghe rồi im. Đứa nào cũng im mà tao giết. Biết sai. Trời ơi, con này biết sai đẹp quá. Một con biết sai lên cho em mã số 7 nhá, 100 ngàn. Hôm trước nhận một mã rồi, còn mã sau không thấy. Hay là hôm trước mã đấy rồi. Chị Thùy Linh ơi, để ngày mai em kiểm tra đơn cho chị. Ngày mai em nhúng tay vào khu vực quần chúng, em đi sâu vào khu vực quần chúng. Em sẽ lôi cổ cái đơn đấy ra cho bằng được. Ngày mai chị nhá, ngày mai em kiểm tra cho. Mã số 7. Chị nào eo 80, 82. Mã số 7 cho chị Ngọc Lan, cho chị Ngọc Nguyễn Thanh. Con này rất thông nhá. Rất là mát. Chị nào eo 80, 82 lên em mã số 8, 100 ngàn. Cái này sao không để cho. Mã số 8 cho chị Cao Kiệm. Con này chất xô nhá. Ô con này mặc mát lắm các chị ơi. Eo 84, 85 quay về á. Eo 84, 85 quay về ai cũng mặc được nha. Chất xô mềm mát rồi này. 100 ngàn lên em mã số 9. Đừng vậy đó, tao vừa cái lưu tao rồi.
Mày đừng có nói chuyện vừa. Tao nhìn thấy tao nói rồi mày còn cãi nữa. Mày làm việc không đúng mà còn cãi. Một con đi tiệc eo 70, 74. Chị nào eo 70, 74 dùm em. Các chị nhìn này, cái này nó đổ hơi nhẹ thôi nhá. Không thấy vú đâu nhá. Không thấy vú các chị đâu. Đổ hơi nhẹ, cái này đi tiệc nhá. Mới tinh eo 70, 74 lên cho em mã số 10 nhá. 100 ngàn. Dễ thương. Dễ thương như vậy đó. Mấy chị khách mới hôm nay dễ thương giờ ghê. Em vào gửi tin nhắn cho mấy chị cho liền luôn. Đương nhiên rồi. Dễ thương chứ. Chị nào eo 70, 74 một con hàng hiệu soi xịn sò ha. Có dây mã 10. Có dây đai. Mã 10 cho chị Nguyễn Truyền. Có khăn cột nơ. Chị nào có hiện người chia sẻ em bán 100 ngàn. Lên cho em mã số 11. Eo 70, 74 nhá. Áp dụng chị nào có hiện người chia sẻ nhá. Không hiện người chia sẻ em bỏ qua luôn nhá. Mã 11. Con này mã 11 cho chị Phạm Thị Hương. Ủa con này cưng thế. Ủa con này cưng thế. Thế con này báo cưng ý. Chị nào eo 78, 80 nhá. Eo 78, 80 lên em mã số 12. Đấy không bỏ qua nhanh đi còn em mới. Mém chết tao. Mẹ. Công việc ăn có nhiều thế rồi. Nó giật mình mày. Mày qua mày xin nó miếng. Đi sâu vào quần chấm ba chấm chúng chấm nơi chấm mới hiểu được cánh mông chấm ba chấm mình đó. Mình phải đi sâu vào cái khu vực quần chúng thì mình mới hiểu được cái mông mây nó như thế nào. Cái mông mây nó như thế nào. Còn mình không đi sâu vào khu vực quần chúng mình không hiểu được đâu. Nhà em là phải đi sâu vào khu vực quần chúng. Mà mấy cái quần chúng này nó mênh mông lắm. Bắt gì kẻ tao. Eo từ 70-74 nhá. Eo 70-74. Con này phê. Phê lòi tòi phòi nhá. Con này phê luôn á. Lên cho em mã số 13 nhá. 100 ngàn. Xuyên thấu. Free size. Xuyên thấu làm khoác free size. Còn mặc luôn như vậy thì eo 84 quay về. Xuyên thấu nhá. Mình có thể mặc ra biển. Mặc nội y nội thất rồi mình khoác cái này lên ra biển. Hoặc là mình có thể mặc lên trên giường ha. Mà mặc lên giường cũng chết. Mà đi ra biển thì cũng chết. Mặc đâu nó cũng đẹp nha các chị nhá. Mặc ra biển thì mình nói chung là nhìn mà mướt mắt. Mà mặc lên trên giường thì đẻ nhiều nha. Mã 13 cho chị Hà Nhím. Chị nào, cái này còn nguyên tem ở trong đây và cúc dự phòng nha các chị nha. Đó, xuyên thấu giùm em. Xuyên thấu cho em, lên em mã số 14, 100 ngàn. Xuyên thấu, một con tiểu thư xuyên thấu nha. Cái này là các chị có lót thì mặc vào chung, còn không có lót thì mặc cái này đi biển nha. Nó vừa dễ thương mà lại vừa xuyên thấu. Úi dồi ôi, dễ thương quá. Dễ thương dã man như thế này. 14. Cái này free size giùm em nhé. Free 14 size. 14 cho chị Su 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 Su. Free size lên cho em mã số 15. Su. Tao lệnh mày. Sao cũng có thân sống đứa này quá. Lụa hoàng gia. Cái này là người ta gọi chính xác là pata gấm hoàng gia chứ không phải lụa. Cái chất này, chất pata gấm hoàng gia nha các chị. Cái form này là form dễ thương. Form này là form mấy cái nàng 15 cho chị Phạm Thảo. Tiểu thư này kia mặc rộng rộng bơi bơi phình phình rồi này. Dễ thương. Chị nào mà eo 74 quay về. Eo 78 quay về nhá. Eo 74, 78 nhá. Dễ thương không? Lên cho em mã số 16 nhá. 100 ngàn. Mày ta đang tìm hiểu cái vấn đề. Eo 90 92. Chất của nó rất là mềm nhá các chị. Mã 16. Này chất nai nần nhá, mềm mới. Hàng của Nhật nó buồn lắm. Nguyễn Thị Nga. Hàng Nhật nó buồn lắm. Chị 4 xu chốt mã 14. Mà cái này nó sang lắm á chị ơi. Nó buồn. Nghe eo rồi chốt giùm em nha mấy chị. Nó buồn mà nó sang lắm. Không nghe eo con mà này chốt lên mà xả ra số 17. Tặng mấy chị đó. Các chị ơi, em không lên số lung tung được. Là tại vì muốn chốt cho nó nhanh. Chứ bây giờ đọc số lung tung ấy, các bé nó chốt nó cứ phải ốp con đấy xuống chưa con chưa con này. Nó rối lắm. Em phải lên số tới như vậy để cho nó nhanh. Mà nó nhanh ấy thì các chị lại rối. Các chị cứ lên số trước xong bắt đầu em chốt xong nghe eo sau á thì ớ chị không vừa lại mất công em bỏ ra. Chị nào mà chốt xong mà bảo chị không vừa bỏ ra ấy, em chặn Facebook luôn. Để các chị để các chị khỏi phải ớ chị không vừa nữa. Như vậy nó đỡ mất thời gian nhỉ. Đúng không? Em thích ăn chuối.
Đã 17 cho chị Thảo Trang. Thề con này buồn vãi. Chị Thùy Linh ơi, ngày mai nhân viên sẽ tìm hiểu về vấn đề đó nha chị ơi. Chị Thùy Linh ơi, ngày mai... Ủa, vẫn chưa xong dù đấy rồi. Vậy là chốt phụt thì không chốt phụt thì em không biết. Chị Linh ơi, làm chị đợi bữa giờ rồi kìa. Chị Linh ơi, chị em trước tiên thì con dại cái man. Em xin lỗi chị trước. Xong ngày mai em sẽ đi sâu vào khu vực quần chúng, em kiểm tra thế nào rồi em sẽ làm sáng tỏ cái mông manh đấy cho chị nhá. À, rồi chị yên tâm nha. Chị yên tâm nha chị Linh ơi. Chị Linh ơi. Thế con này buồn vãi, màu buồn vãi mà kiểu đẹp vãi. Đồ con này em đến ngắm khỏi bán luôn. Con này màu buồn lắm. Mà dễ thương lắm. Ừ. Ủa cái tay, tôi yêu cái tay đấy rồi. Nó không còn cái màu gì sáng sủa hơn cái màu này. Chị Phạm Thảo ơi, chị là khách cũ nên chị đã có số điện thoại địa chỉ lưu vào máy rồi nên không cần. Thề luôn đấy trời ạ, nó không còn cái màu gì sáng sủa hơn cái màu này, nó làm cái con đầm này. Thề nó đẹp vãi như vậy, tay lồng đèn lồng ơ này, form baby doll dễ thương vậy mà làm cái màu buồn. Xin thề nó buồn muốn khóc. Thề nó buồn muốn chết mẹ luôn. Mà nó đẹp dễ thương vậy này. Trời ơi, dễ thương thế nhở. Không phải đâu, cái tay lồng đèn tao mê mày ơi. Chị Đăng Như Vân thích này à? Đăng Như Vân kêu cho một con vừa buồn vừa sang. Con này, chị có lấy con này không? Con này buồn. Con chị buồn dễ thương, cute đẹp. Là cũng là cục vàng cất của chị Phạm Thảo. Đây, dụng gì? Dụng gì? Vừa nói xong. Úi dồi ôi, con này nè, màu vàng nha. Dễ thương không? Cái con này chất của nó là chất xô mềm đấy các chị ạ, chất xô mềm á, chất thô á. Okay, chị lên ok cho mình nha chị ơi. Chất thô sướng nó mặc sướng lắm chị, nó mềm á. Ai lên trước bọn em sẽ chốt trước nha mấy chị. Eo 90 dùm em, chị nào eo 90 quay về. Nói chung là eo từ 90 quay về, ai muốn bơi thì bơi luôn đi cho nhanh. Lên em má số 18 nhá, 100 ngàn. Chị Đặng Thanh Vân ơi, chị có ok con đó không? Chị lên ok dùm em nha, mấy chị xin nhiều quá. Đây, con này dễ thương nha, con này màu rêu nha, con này dây đai này, mềm mới là mềm này. Rồi, chốt cho chị Đặng Thanh Vân. Chị nào? Con buồn. Ui, bà Đặng Thanh Vân cũng thích con buồn này, cứ khổ. Cũng thích màu buồn này chứ. 18 cho chị Ngọc Nga luôn. Dễ thương quá. Con này cho em nhá. Con này cái form đẹp quá. Này, trời dễ thương thế này. Con này cho các chị này. À, cái eo thì các chị vô tư từ eo 90. Nhưng mà cái nách này nếu như không vừa thì về phải hạ nách 2 phân thì vừa. Còn để bình thường như vậy thì là eo 84-85. Eo 84-85 là vừa hết nha. Còn eo 90 mà cũng vừa. Nếu trong trường hợp không vừa nách thì có thể hạ 2 phân thôi nhá. Còn ở phần dưới này nó thoải mái luôn nhá. Còn các chị cột vào thì ai cũng mặc được nha. Cột dây vào như vậy này. Ủa thích lắm, thích cái form này. 100 ngàn lên em mã 19 nhá. Cứ con nào buồn sang ném cho chị Đặng. Con là buồn mà sáng thì nhắn cho chị. Con là buồn mà sáng. Buồn sáng. Sáng. Sáng có chữ sâu sắc mày đuôi. Hồi nãy đấy. Chị nhắn. Vâng, sáng. Chị Đặng Thanh Vân ơi, chị đánh sai rồi kìa. Má 19 cho chị Trần Bình. Lụa. Em rờ cứ như không rờ ấy nè. Thề rờ vào con này cứ tưởng không rờ ấy. Hàng xịn sò, mắc in Italy đàng hoàng các chị ơi. Lại. Không phải bình thường à, của Ý. Trời con lụa xịn luôn á các chị ơi. Rờ sướng lắm, nó mềm lắm. Kìa, chị sửa lại rồi kìa. Chị nào eo 74-75 ấy. Chị nào eo 74-75 ấy. Này, con này mặc sướng, ơi sướng này. Eo 74-75 lên em má số 20-100 ngàn. Em thích con này này. Ôi dồi, em thích con này này, con này nó... Cái con này á, em thích nó xỉ tai như vậy này các chị. Thề, nó xỉ tai. Thích con này nó xỉ tai lắm. Mặc mấy cái đầm dây ấy, xong rồi phát cho nó bớt bớt cái phần này. Nó đỡ lộ hàng cái phần này này. Ủa, rất xỉ tai luôn đấy. Này các chị thấy sang không? Thề, bao sang. Yeah. Một cái con màu vàng dưa cải. Yeah. Đọc cái này dưa cải mà màu vàng thật sự nha. Chứ mấy mẹ muối dưa khú đen thù lùi không phải đâu nhá. Cái này dưa cải mà thuộc về dạng mà dưa cải mà người ta muối mà theo kiểu mà muối thành công ấy. Nó là vàng này nhá. Còn muối mà không thành công nó đen thùi lùi thế gớp. Con này cho em lụa này. Một con lụa cho em. Chị nào mà eo 82-84 quay về cho em. Một con lụa này. Mềm ơi là mềm này. 100 ngàn lên mã 1 giùm em nhá.
cái con này khoác vô đi chơi sang mà. Ui dồi, đi xa em cứ thế này thôi, bình thường như người qua đường. Thế mà ai cũng nhìn, ui dồi. Cái áo lụa chị đang khoác không à? Con này không phải lụa đâu. Cái chất này không phải lụa đâu. Cái chất này á, nó là một cái chất chất thô ấy, mà nó mềm đã lắm. Đã lắm, không phải lụa đâu. Con này cho em nha. Ui dồi, con này còn nguyên tem, sao nhiều tem thế. Tem bấm nhiều thế. Chấm bài giúp em với mấy chị. Tem Nhật mà nhiều thế. Con này dùm em nha. Chị nào mà biết size L 90-100 nó thoải mái cho em. Ủa con này sướng lắm. 100 ngàn lên em mã số 2. Số 2. Đây. Con này chất nỉ nha các chị nhá. Nỉ là cái gì vậy? Nỉ là cái chất này các chị nhìn này, giống như là lông rồi này. Giống như mấy cái áo nỉ mà mấy cái chân váy nỉ các chị mặc đấy. Nó rất là dễ thương vậy này. Mã số 2 cho chị Thảo Trang. Form âu đẹp như vậy này. Chị nào eo 74 nhá, quay trở về 100 ngàn lên em mã số 3. Mã, ai xin con này? Ai xin con này em để dành cho. Để em nướt nước. Còn không thì em để dành em mặc luôn, tại vì em thích con này quá. Để em khen luôn. Em rất là thích con này luôn. Tại vì cái màu này em thích. Khen luôn, chị có lấy cái con áo mà. Con áo một giặt của chị không? Áo đẹp quá. Mã số 1 cho chị ông Hải. Không giới thiệu kiểu gì. Đẹp qua bên. Tiểu thư cho em. Chị khen luôn ơi. Một con tiểu thư rất là dễ thương. Nhanh còn kịp mất lượt chị ơi. Chị nào eo 74-75 mặc đẹp. 100 ngàn. Con lụa tím là con nào? Lụa tím này này. Lụa tím là con này, eo 74. Khoác cho chị Nguyễn Trang kìa. Con lụa tím đâu này hả? Lụa tím đâu này hả? Vậy thì em chốt mã khoác cho chị Nguyễn Trang. Chị nào lấy lụa tím đâu con này phải không? Con này cho em mã số 4 nha. Con này mã 4 giùm em nhá. Eo 74-75 quay về. Mã số 3 cho chị Bích Đào. Eo 74-75 quay về mã 4 một chân nè. Đây. Khoác tòa em rồi. Đây. Có. Bích Đào nè. Tao giết chết mày bây giờ. Úi dồi ôi, con này nó dễ thương, cô bé. Một con đi tiệm. Mới nguyên tem các chị ơi. Úi dồi ôi, sao mày mới. Mã số 4 cho chị Bích Đào. Mày phi cái con này vô bọc của chị gì nhỉ? Gì nhỉ? Giang Ma. Chị ít dặn mấy con như vậy này. Đào phi này. Ngay vào đấy còn kịp. Em ơi Giang Ma. Đây. Này cho Bích. Em chào chị Anh Ngọc, em chào các chị mới. Cái này con chị Giang Ma vừa để em kiểm tra. Ôi con này con bé nhà chị Giang Ma vừa. Ôi con bé nhà chị Giang Ma mặc quá vừa con này. Con bé nó mặc cái đầm nhung hôm trước, một đầm nhung đỏ vừa thì con này bao vừa. Đang hỏi mát. Rồi cho con này cho con bé chị Giang Ma mặc vừa này. Chị Giang Ma có đây không nhỉ? Không có, thôi em cứ phi vào bọc cho chị cho tính sau. Hồi nãy có nhưng mà giờ lãnh tích rồi. Mạng yếu quá mà, người ta lên tới mà 9 năm 10 chị có lên. Mày gỡ ra mày phi vào bọc chị Giang Ma chị á. Cho con chỉ mặc đi. Ừ, con này như này, mình đi vào đấy cho nó gấp vào đến luôn đi. Úi dồi ôi, các chị ơi con này phê này. Mã số 3 em hết, em còn cây sao mấy chị ơi. Con này phê này, con này phê lắm. Chị nào eo 78. Chị nào eo 78 quay về ấy. Cổ xinh lắm, cổ xinh vãi cả ra này. Cái này lên em mã số 5 nhá, 100 ngàn. Xuyên thấu, úi dồi ôi, cái này khoác. Khoác xịn nha các chị. Cái này khoác von xịn nha các chị. Nó thêu rơi hết cái đầm, hết cái áo rồi này. Cái này khoác von xịn nha các chị. Tay của nó cưng hoàng. Free size nhá. Free size ai cũng khoác được. Khoác đi biển cho em. Hoặc là khoác đi lên giường đi cho em. Lên cho em mã số 6 nhá, 100 ngàn. Mã số 5 cho chị Phạm Thị Hương. Khoác xịt sò nhá. Xịt sò con bò giùm em. Khoác xịt nha các chị nhá. Free size nhá. Nhìn này, úi dồi ôi. Von xịt nhá. Free size cho mã em. Mã số 6 cho chị Thảo Trang. Lên cho em mã số 7 nhá. Mã số 7 giúp em 100 ngàn. Số 7 cho em này. Số 7 cho em nha. Ui dồi, sao mắt không treo đầy đồng nặng. Ui con này đẹp lắm. Con này đẹp lắm luôn ý. Con này đẹp lắm luôn ý. Đây rồi ơ này. Mã số 7 cho chị Trang Lê Hồng. Chị Trang Lê Hồng khách sỉ đấy. Em lấy cái bọc bỏ vào đi em. Chị nào eo 80 quay về cho em. Trời ơi nó đẹp. Ủa con này đẹp quá đi á.
Số 8 cho em 100.000. Mã số 8 chị Bích Đào. Ủa, áo khoác màu đen bọn em chốt 3.000 năm rồi, giờ chị mới lên mà ngay con khoác màu dưa chuột của bọn em. Áo khoác đen mày chốt cho ai từ đời đám tổ nào rồi đúng không? Đúng rồi, từ đầu lai đi. Nhưng mà chốt cho ai? Không nhớ. Mày coi trong cái... Nhưng mà không phải của chị Nguyễn Trang. Tao nhớ mày chốt cho chị Đào đó, nhưng mà không nhớ chốt cho ai thôi cái khoác. Không phải của chị Nguyễn Trang. Chị Đào eo 74 quay về nhá. Con này tiểu thư nhá các chị nhá. Một con tiểu thư. Em nhớ của ai rồi? Của chị Phạm Nga. Ừ, một con tiểu thư giùm em. Chết chất thương. Mềm nhá. Eo 74 quay về, lên em số 9 100.000. Con này siêu dễ thương. Chấm chấm bài giúp em với mấy chị ơi. Mày con tiểu thư. Chuột ra phút. Một, mày cắt con dưa chuột tao luôn để tao khỏi con bán. Tao để tao mặc luôn. Mày để dành con dưa chuột tao con tao mặc tao khỏi bán luôn. Con kia ừ. Eo 6572 tiểu thư nhá. Một con tiểu thư siêu đẹp lên cho em mã số 10 100.000. Áo khoác đen chốt lâu lắm rồi chị ơi, giờ làm gì còn áo khoác đen. Mày chút thôi, em bán hết cả cây sào đồng rồi đây. Cho chị đi. Áo khoác đen em bán hết từ cây sào đồng rồi, chờ chị có hỏi khoác đen làm sao đây. Chị nào eo 65. Trời ơi, một con tiệc. Mã số 9. Nhìn này các chị, dã man con đầm này. Ủa, nhìn cái con đầm như vậy đi tiệc đi em. Mã số 9 cho chị Bích Đào. Lên em mã 11, 100.000. Ôi dồi ôi, con hiệu ruby. Một con hàng hiệu ruby. Ôi, cái này cô Hương chốt rồi mày ơi. Mày đưa, mày mai mày ship cho cô Hương chị gái. Nè 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 nè, kẹp ấy, kẹp vô tao quên. Nè, em nè, chốt đơn bằng máy cái chị ơi. Mày chốt, mày để tao to, tao cất này đi, tao không bán nữa. Tao để dành tao mặc luôn. Ừ, tao cất đây. Đứa nào đụng vô nó tán xéo háng. Đứa nào đụng vô con này tao tán xéo háng. Các chị nào thắc mắc về máy chốt đơn bên em thì các chị cứ để chị Phương free ship các chị tới đây nha. Chị nào thắc mắc các em chốt đơn như thế nào cứ bảo em. Em sẽ làm một chuyến xe em chở các chị về nhà em chốt đơn bữa cho nó vui. Một con hàng hiệu Yarakuta. Trời ơi con này nó đẹp. Một con hiệu nha. Con dưa cải cắt luôn rồi chị ơi. Chị nào eo 74. Chị nào eo 74 quay về hàng hiệu Yarakuta đây. Lên em mã số 12. Hàng không về được. Úi dồi con này đẹp. Tức là không giao được Hải Phòng hay gì. Cũng tùy theo từng nơi các chị ạ. Cái nơi nào không giao được, đơn nào chị nào không giao được là nhân viên nó sẽ báo ạ. Mã 10. Tại y trời ơi, cô này đẹp. Mã 10 cho chị Bích Đào. Trời ơi, em đi. Không, 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 cho lên lại đi chị Bích Đào. Lên lên luôn. Hèn chi. Mã 12. Mã 12 cho chị Bích Đào. Một con hiệu Gu. G-U Gu. Một con hiệu Gu eo 80 quay về. Lên em mã số 13. 100.000. Chị kia có đòi áo khoác dưa cải. Phúc, Giang Ma. Chị nào dưa cải cứ có khổ. Chị Ngọc Mai Kim. Chị Ngọc Mai Kim ơi, cứ đòi áo khoác dưa cải hả? Đây, màu vàng dưa cải đây. Úi dồi, chuẩn dài dưa cải nha. Đây, màu vàng dưa cải. Mã 13 cho chị Mai Thanh. Chị ơi chị, ở cái này này, nó có một cái lỗ xỏ dây này. Ở đây này, em tặng cho sợi dây xịn nhá. Dây xịn này. Xong rồi về chị đi mà chị khoác mà có muốn cột dây của bà cho xinh. Xin nhét vào túi. Em nhét vào túi nha. Đốt cái đít là bọn mày đi. Đứa nào mà làm đốt cái đó. Khi mà chị đó mà nhận cái áo này mà không có sợi dây này mà phản ảnh là tao tán xéo háng với đứa này nha. Kẹp vô. Mã dưa cải cho chị Ngọc Mai Kim. Rồi. Tán xéo háng là như thế nào hả gái yêu? Từ chữ V ra chữ X đó chị ơi. Thì tán cái thì nó xéo qua một bên đi. Sao nó đi tao ngủ ngoan lắm. Chén. Xuyên thấu. Thề con này nó vãi đẹp. Thề con này nó đẹp lắm luôn á. Úi dồi ôi. Bà Hoàng My vào đâu rồi. Nó xuyên thấu thề đẹp vãi cả ra. Trời ơi. Nó đẹp với con xuyên thấu này luôn đấy trời ơi. Nếu mà cởi hết cúc ra mà khoác ấy là free size. Còn nếu như để im như vậy mà mặc vào ấy thì các chị cứ từ eo 84, 85 quay về mặc được hết nha. Mặc xong rồi mặc đồ lót đi ra biển ha. Còn không thì mặc lên giường. Xong rồi đẻ nhiều đừng có kêu em nha. Chị nào đẻ nhiều đừng kêu em nha. Đừng nói hôm nay mua cái xuyên thấu qua năm ấy, mua đồ bầu. Chị Trung Minh Luyến xin con hoa đen này. Con hoa đen nào rồi? Nó đó, hoa đen ở đội. Mày kêu con hoa đen hồi nãy mà tao đang cầm trên tay. Mày... Mm-hmm.
Mấy chị bảo dồi ôi, cứ mua xuyên thấu với giường chiếu rồi. Mẹ ơi, được thời gian em ơi, có đồ bầu không? Tôi cũng lạy hồn, thể tôi cũng chán trời, không biết mò sao, biết đạp. Biết đường đâu mà lệnh. Mày phi vào bọc cho chị biết đạp rồi. Mẹ vợ, Phú ơi. Mẹ xin thấu phân khuyên bầu. Một con tiểu thư nhá. Một con tiểu thư cho em. Nó đẹp như vậy này. Ủa con này đẹp lắm luôn đấy. Em nói mấy cái con tiểu thư này nó rất là mặc lên form nó. Em nói chỉ vừa là đẹp. Cứ vừa là đẹp. Đừng có chật thôi. Chị nào eo 74 quay về nhá. Lên bán 1 cho em 100.000. Ôi dồi ôi con này nó mê. Cái con này form báo mê. Con này là cái chất thô mà các chị lờ nó mềm lắm. Mềm báo mềm á. Các chị nhìn này cái form này. Cái form của nó như vậy ha. Eo chết. Có sợi dây cột lại cho các chị như vậy này. Bé này. Đây. Chất lờ cực mềm nha các chị nhá. Mềm ơi là mềm á. Chị nào mà eo 84 quay về cho em. Con này mặc sang lắm. Cái gì này, mặc lên xong có cái dây cột là nó xòe ra vậy này. Đó, rất là cưng nhá. 100.000 eo 84 quay về lên mã 2. Con đen. Chị cu tèo cu tí, chị có lên lộn mã không? Được gì, được gì. Chị lên mã 2 trước lúc lâu trước lúc chị lên mã. Dù gì nhoi. Chị cu tèo cu tí lên mã trước. Chị cu tèo cu tí sai bao nhiêu vậy? Em nhặt cho phát. Chị nào eo chị từ bảy tư không chị ơi, 74, 78. Ủa con này con yếm này đẹp quá, chị lên mã chưa, chị có lấy mã 2 không? Ngàn ngay ngực chị con này tèo cũng tí ơi, mới lắm luôn đấy. Chị nào mà eo bảy eo từ bảy 70... đó mã số 2 cho chị cô tèo cô tí. Chị nào eo 74, 78 ấy các chị ơi, con này phê lắm, con này yếm này phê lắm, nhìn này trời ơi, rồi trong túi lại có 100 đô nữa, chết mẹ. Tôi thấy mà tao tức ấy. Yếm cỡ này xinh ngon, xinh chưa chứ. Eo 74, 78 lên em mã số 3 nhá. Chị nào eo 80 quay về. Lê Thị Lan. Eo 80 quay về nhá, các chị nhìn này. Cái chất thun mới ơi là mới nhá. Lên em số 4. Mã 1. Yeah. Thì đọc lại tên ngay. Lê Thị Lan. Dồi ôi con này nó mới Lê. Xuyên thấu cho em Lan. Xuyên thấu các chị ơi. Dồi ôi không thấy trong này luôn, là sao mà tìm. Chị Lê nào ơi, mà eo 76 quay về nhá. Các chị nhìn này. Chị Thảo đặt đòi bác sĩ biết lên đây làm kìa. Mẹ số chị 3 nào, chị nào. Chị Thảo đang. Chị Thảo đang hả? Chị bắt luôn con mẹ sẽ biết lên đây. Em cho địa chỉ cho, chị ở chỗ nào. Mày kiểm tra địa chỉ chị là chỗ nào. Tao cho xe tới tận nơi đó nào. Mà tôi về mai tàu bố trí anh Dương, anh Trương vào tận nơi, tận khu vực quần chúng mênh mông, em chở chị về đây luôn. Chị mày kiểm tra địa chỉ của chị nào. Nguyễn Cửu Đen Bình. Bình gì? Ừ, đọc tên mày cái địa chỉ đi. Mày cái này chụp mờ quá. 41 Nguyễn Cửu Đen Bình Giang, Hà Tiên, Kiên Giang. Kiên Giang 0366. Thôi. Kiên Giang nghỉ chơi đi xa lắm, không chơi đâu. Tưởng đâu ở gần đây cho xe tới liền. Kiên Giang tới 6 tiếng đồng hồ mới tới em ha. 6 tiếng. Bây giờ là chị tự bắt xe lên đi. Em cho địa chỉ luôn nhà em. Đấy. Kiên Giang thì không có xe từ chỗ em về thẳng đó. Tức là không có xe quen được chỗ em. Phải xích ra chỗ nhà em khoảng 60 cây số có xe. Nha, có xe. Thì chị cứ lên tới địa chỉ của em là em đón chị là được. Chứ còn bây giờ mà bố trí xe thì nó hơi khó một tí ha. Tại vì Kiên Giang lên em tới 6 tiếng hồ ha. Nó túm lại là như vậy đấy. Chị hôm nào mà chị có muốn lên thật sự không? Lên chút đường là có lý do. Muốn lên thật sự không? Muốn lên thật sự không? Em mới một phát lên liền này. Đó. Chị Hương Phạm lại thích xuyên thấu à? Úi dồi ôi, xuyên thấu á chị ơi. Cái này xuyên thấu nha. Một á, là mình mặc với lót. Cái lót dây. Hai là mình mặc đi chơi đi biển nha. Cái này nó đẹp lắm mà nó xuyên thấu. Cái này không tì vết đâu. Không tì vết nha. Chị ơi con này eo 74, 75, 76 quay về được chị ạ. À? Eo 78 cũng được luôn nha. Chị Hương Phạm có vừa không? Vừa thì em chốt luôn. Chốt nhanh còn kịp. Cái này là... Ủa cái này mềm lắm. Kỳ vậy ta, chị Thảo đã. Đúng vậy. Chị nghe Phạm xin vào luôn.
Úi dồi ôi, cho chị vào với. Úi dồi ôi, bà rảnh nữa kìa, khổ khổ. Ngày nào bà cũng nhoi trên đây chưa đủ rồi bà còn đòi vào với nữa kìa. Rồi chị Nga Phạm được cũng đòi vào luôn. Hỏi chị ở đâu, chị bình tĩnh. Úi dồi ôi, vào đây không. Chị nói 10 câu em lại hiểu được 4 câu nữa. Chị Phạm lấy thì lên ok giùm em nha chị ơi. Các chị ở ngoài bình định cứ đòi vào em. Em các chị ấy, mà phải nói các chị dễ nói chuyện dễ nghe. Có nhiều người bình định mà gốc bình định luôn đấy. Nói chuyện tụi em nghe hơi khó nghe được, không nghe được mấy. Chị Đặng Thanh Vân cũng kêu nhận chị nhé, chị bay vào luôn. Thôi em nghỉ em dụ, em bác qua cái vụ đó để tính sau đi nha. Bây giờ ai cũng đòi vô nhà trơn hết trời. À không sao đâu, bây giờ nhà em là mở 5 cái shop rồi các chị. À hôm rồi là khai trương cái shop thứ tư đúng không? Nhận chị nhé, chị bay vào luôn. À bữa nay là tới shop thứ 5 rồi. Em mở tới 5 cái shop rồi mà chưa có chưa có thông báo là shop thứ 5 hoạt động đâu. Mà hiện tại bây giờ là em 5 cái shop. Vậy chốt tha hồ các chị ở luôn. Em bao luôn khách nhà em luôn nhá. Em nhà em 5 shop thì có bao nhiêu người em bao luôn. Chị nào eo 90 nha. Eo 90 mặc con này phê nha. 100.000 lên em mã số 5 rồi, mã số 6. Ừ, thì ngồi với chốt đơn mình có nhiều đó đó. À, em có một cái nguyện vọng là đi một chuyến du lịch ra Hà Nội và các nơi, ví dụ như các chị khách hàng của nhà em ở nơi nào tụi em đi hết, ví dụ như ở khu vực này có những chị nào là em ới hết quy tụ ở một chỗ để thăm các chị, để các chị nhìn thấy Trúc Phương thật ở ngoài đời như thế nào, nó nhoi cỡ nào và nó xấu như thế nào mà sau nhìn trên live nó lồng lộn thế đó. Nhưng mà tại vì là các chị cái sau vì dịch đã 2 năm rồi, một lời hứa 2 năm rồi chưa thực hiện được. Cầu xin năm nay ấy, dịch đã nó qua đi. Đồng Nai ship nha chị ơi. Covid, cô ve, cô viết gì ấy. Mã 6 cho chị Thanh Hà lên. Covid, cô ve, cô hồn các đảng gì ấy, đi hết đi rồi em sẽ thực hiện cái chuyến đi của em. Đấy. Đi đâu còn lâu mới biết. Mày ship cái con này cho cô Hương. Ship được cô Hương đi em. Đi lại không biết đi cổng trời nữa. Chị còn đi chị còn đi đi vườn hoa tím gì của chị không? Đi ra Huế, đi vườn hoa sim tím. Thế chị muốn gặp đội nhoi nhoi không? Em sẽ đi về vườn hoa sim tím, em check in cái đồi sim tím này cái. Ở trong bộ phim Mắt Biếc. Úi trời ơi. Chỗ này để riêng. Ngày xưa mà em bán lẻ, em thề cái chị luôn ngày xưa. Dạ, sau em ở định quán Đồng Nai nha các chị ơi. Thề cái chị nghe, ngày xưa em bán cho khách vô mua là khách lẻ ra. Ngày xưa thôi chứ mấy cả hơn năm nay em không bán lẻ rồi. Em đóng cửa bán online rồi. 1 phút 30 giây thôi, hai cái cục này này, hai cái cục chân trâu này này, không mất tiêu. 1 phút 30 giây thôi là hai cục cái tân châu này nó mất tiêu luôn. Đó. Còn cái cục quần què gì còn đâu. Ba cái phụ kiện này tháo hết là không biết sao vậy đó. 2, 3, 4 người một tốt vào. Đi 5, 7 người vào. Một người mua thì 7, 8 người, 3, 4 người ăn cắp. Cái gì nó cũng ăn cắp hết. Có đến cái cục chân châu ở trên cái đầm thôi. Vừa nhìn thấy xong bảo em ơi Hà ơi, vừa khen nhà ơi, nó đẹp quá em ơi. Mát vừa khen xong 4 đứa, 3, 4 người vào. Ngoan cái sách háng về, hai chị em coi lại, ủa cục đâu, mẹ cục đâu, còn lâu mới biết mẹ mất rồi. Chị nào eo 76 quay về nhá, con này đẹp quá, mới tinh à. Lên cho em mã số gì, em kêu cô tám lên mua coi đẹp chốt không được. Mã số 7 hàng xóm lấy hết rồi, khổ cái gì được con nào, tức khổ thề. Cô tám cũng nhoi đấy chứ, cô tám thề, cô tám nhoi cho chị tránh được. Cô Tám là gần em nhất đó cô Tám ơi. Hôm nào là phố ơi, đẹp ta trời lên em bên dưới ở phố. Ta đổ bình nước nóng của chị á, xuống pha cho chị cái. Ừ. Ôi, con này hàng hiệu của chị ạ. Ừ. Lavoron Oni là gì? Là tôi hiểu, tôi chết liền. Cái con này cho em nha. Chất của con này các chị nhìn này. Tắp ta gấm. Tắp ta gấm nha, có theo rơi rơi ở trên đây này. Con này hạng sang á. Con này công sở hạng sang á, các chị đi tiệc thoải mái đẹp mà các chị thấy nó ánh lên đẹp không? Ánh đồng vàng á. Chị nào eo 78 quay về nhá. Mới, thể mới dã man luôn. Nó mới mà phải nói úi dồi ôi luôn đó chị. Mới vậy đó. Cho con kem nhé. Kem đâu, ai cho ai? Thế chị Nguyễn Truyền. Chị Nguyễn Truyền ơi, eo 78 hốt được không? Vừa không? Nhét vào vừa không? Vừa hốt luôn. Vừa là hốt luôn. Đấm đang mặc không bén với chị ơi. Đấy cứ đó. Đang mặc nhiều. Thề luôn, đã em mặc cái đầm có mấy chục ngàn này, các chị thấy không, có mấy chục ngàn, có phải là đắt đỏ gì đâu. Mà cứ lên like các chị cứ đòi mua thôi, khổ. Chị Nguyễn Truyền, chị vừa không chị ơi? Đây, con này cho em màu đen nhá. Con này các chị. Ok, cho chị Nguyễn Truyền. Đây, con này mới lắm chị ạ, mới lắm. Con này mới gì? Mới chị sốc.
Chị nào mà eo 74 quay về nhá. Eo 74, xin lỗi, eo 84 quay về. Eo 84 quay về này. Con này shop em ở Định Quán Đồng Nai nha các chị ơi. Eo 84 quay về lên em mã số 8 nhá. 100.000. Các chị lên nhà em, các chị sợ luôn, nó nhìn thấy sợ luôn. Cái đội nho nho nhà em nó đông và công việc nhà em nó từng khâu á. Các chị nhìn thấy chị sợ luôn. Có nhiều người bảo chứ trời ơi, em ơi em làm cái đầm đấy em bán 100.000 rồi em ăn cái gì. Trời ơi, con bé có ăn luôn đấy chứ. Nhiều khi tụi em thật đấy, làm vì đam mê. Đó thật sự, nhiều khi nói người ta kêu mình chảnh chó, không phải đâu. Mình yêu công việc ha. Con đầm đó là mình bán như đó thôi. Đó. Cảm ơn em nha. Cô Tám kêu mua con nào đẹp về xóm rước về nhà hết rồi. Đấy, cô Tám thích nhất là cô Tám thế. Cô Tám cứ vào mua ủng hộ em xong về lại chia cho hàng xóm. Hàng xóm qua nhoi cái hết. Con này áp dụng chia sẻ nhá. Con này tới 250 một con đó các chị. Cái con này này, con tiểu thư này tới 250 một con đấy không về nhá. Mà em bán có 100.000 nha mấy chị ơi. Em bán 100.000 đấy, em kiếm xem chị nào có chia sẻ nha. Con này eo 65-72 nhá. Chị nào eo 65-72 thì em bán cho 100.000 nhưng phải có hiện người chia sẻ nhá. Mã 9. Mã 9 á. Chị Bích Đào. Rồi mày khỏi đi chia sẻ luôn đi. Thật đấy. Mày khỏi chia sẻ luôn đi. Mày khỏi bắt bà chia sẻ không tao đấy. Này. Đầm đang bén thế. Đầm đang mặc không bén thế, xin được không em? Được. Ô, có nhiều khi không bán nhưng mà lại xin lại cho liền à. Ô quái lạ rồi đấy. Có nhiều cái mình thấy đẹp xinh quá mình lại không muốn bán mà mình tặng người ta để cho ta quý. Ngồi vậy cái kiểu gì nhỉ? Cái kiểu hâm nó vậy ấy cái gì? Con này đẹp nha. Bây giờ chị biết nhận ra mình thân. Đùa em nói thật, có chị mua em lâu năm có chị biết đây. Có nhiều con năn nỉ gãy lưỡi không chẳng bán, đến hồi nó tặng con hâm. Chị nào eo 78 quay về tiếp tục của con tiểu thư nhá. Tiếp tục của con tiểu thư nhá. Con này đẹp lắm. Đẹp dã man. 100.000 lên em mã số mấy rồi nhỉ? 10 à? 10 chị Bích Đào. Thề mạng mà Bích Đào hơi vít luôn á. Hình như bà bấu được cục wifi, bà bấu vào ấy, bà bắt kẹp cái cục wifi trong áng. Không những bấu mà còn nâng wifi lên level best. Con này cho em nhé, eo 78 quay về. Trời ơi, con này dễ thương quá các chị. Con này dễ thương quá. Con mấy con này các chị mặc vào sang vãi hả? Eo 78 quay về. Năn nỉ một con Vin đẹp để đi về quê đi mà. Lên cho em mã 11. Ê thề nó, em đợi chờ cái chị Thiên Thanh Phan mà mấy ngày nay không thấy nhỉ. Chờ người nơi ấy thề chờ hoài không thấy luôn đấy. Có một con đầm đi tiệc mà bà dặn từ trong Tết tới giờ, một lời hứa từ trong Tết tới giờ mà lượm cho bạn nhặt một cái con đầm đi tiệc, thề nó đẹp vãi cả ra như một nàng công chúa, một công nương công tước mà rình từ Tết giờ không thấy bà đâu. 11 hả? Có ai nhìn thấy chị Thiên Thanh Phan không? Chị. Báo em biết với. Ôi dồi ôi, em ơi bò cho chị Phạm nghe. Con này đẹp nha. Con này không đẹp không phải tiền nha. Chị Phạm ghê lên mẹ đẳng cấp ghê. Chốt lên một lần 10. Chị Hồng chờ. Chưa chốt được con đào hả? Tao chưa thấy nghe đọc Hồng chờ. Chị Hồng chờ mấy ngày nay không được con đào. Chị Hồng chờ ơi, xong rồi mấy ngày nay mạng chị nó cùi bắp mà nó rùa. Nó mạng rùa hay gì. Chị không có được con nào mấy ngày. Chị nào hồng mà eo 80-82 á. Chị Hoàn My kìa. Chị nào eo 80-82 nhá, con này không xinh không mấy tiền. Ôi nó đẹp kinh khủng á. Đấy con đen này mê lắm á chị ơi. Eo 80-82 lên em mã số 12. Đây. Tiểu thư nhá. Tiểu thư đây. Cái cổ này các chị có thể tháo rời ra được này. Cái con này á nó giống như kiểu là đi tân trang tân thời đi làm đẹp cũng bằng ấy. Cái cổ tháo được. Cái này cũng tháo được. Hên là cái mình không tháo được. Trời con này đẹp quá, chị nào eo 72. Con hàng hiệu đó. Chị nào eo 72 quay về nhá. Ui dồi con này đẹp quá. Mã 12 cho chị Hoàng Anh Nguyễn. Con này đẹp. Nhưng mà con này chất nó dày dặn á. Nó lót ra tới tay luôn. Chị nào ở miền Bắc á thì quá sướng con này nha. Còn ở trong miền Nam thì vẫn mặc bình thường, chẳng ai chê con này bao giờ. Nhưng mà đối với các chị ở miền Bắc á, bây giờ khí hậu đang lạnh á, mặc cái con này thì ui dồi ôi sướng. Sướng ốc thì sướng hơn chứ sở sướng. Còn... Các bạn hứa với tôi sao đây chị Đặng Thanh Vân? Thì hứa đây mà đã chui vào được cái chỗ kia đâu. Phải chui vào cái khu vực quần chúng mênh mông đây. Khổ, đã chui vào được đâu. Con này eo 72 quay về. Con này eo 100 chị chờ chốt biết sai nha chị ơi. Mã 13 nhá, mã 13 dùm em, eo 72 quay về. Em đừng chốt theo số thứ tự em à.
chị ơi em không chốt theo thứ tự là không được, tại vì là tụi em chốt đơn như thế nó nhanh, một đêm em có thể lên được rất là nhiều và nhân viên nó 100% không bị lộ số à, nó mở bị nhầm, nó phải đi tìm rất là cực. Cho nên các chị ơi, các chị em chốt như thế thì các chị phải nghe đúng vòng eo mới chốt mà. Mã 13. Chị nào mã 13 cho chị Trần Nhật Quỳnh Như. Chị nào eo 78 này, con này đẹp quá. Eo 78 quay về cho em nhá. Eo 78 quay về 100 ngàn lên em mã 14 này. Mã 14. Trời ơi con này nói mặc không sướng thì cái gì sướng các chị. Con Âu này, không sướng cái gì sướng. Một con Âu xịn như thế này các chị nhìn này. Nhìn nó sang không? Trời ơi đẳng cấp vintage đẹp. Sang thế này. 14 cho chị Nga Nguyễn. Chị nào eo 74 quay về nhá, 100 ngàn mã 15 giùm em. Trời ơi em thích cái con này. Các chị cứ thấy cái màu xanh xanh nhạt nhạt các chị không tốt. Chứ em thấy con này nó vừa mới mà nó vừa mát. Mã 15 cho chị Trần Nhật Quỳnh Như. Nó màu xanh đẹp quá như vậy. Thì em thích con như thế này quá, ngọt quá mát. Trời mặc nó sướng, các chị eo 90 đâu. Mặc cứ như không mặc thế. Mày khéo đi cho chị ơi. Mày đứng ngồi không, mày ngồi không, nó phí cái cuộc đời ra. Elephant là con của què thì mày. Trời ơi, con cái này các chị eo 90 này. Thề mặc cứ như không mặc này. Này các chị nhìn này. Xinh vậy. Xinh thế này, eo 90 không mặc thì mặc gì nữa. Này nhìn này. Chị Hậu chờ kêu đừng cười và nỗi đau của người chốt hoài không được. Buồn mà còn cười nữa. Con này mới lắm, mới ơi là mới. Mà xong dễ chịu nữa, chị đào eo 90 á, mặc con này xinh nhá. Em mặc cái đầm vùng vùng như vậy mà em mặc rất là xinh này. Nhìn nha. Eo 90 cho em. Chị nào eo 90 đâu. Chốt đi 100 ngàn thôi. 16 em nói eo 90 mà không sướng không lấy tiền em này. 16 đâu. Mày 16 cho chị Mai Trâm Nguyễn Thị. Chị Mai Trâm có hốt cái này không, để lốt cho này. Em định để là em mặc đây. Mà em thấy xinh, em chưa dám mặc thử luôn đấy. Em thấy nó xinh quá không dám mặc thử. Thung lạnh nha chị. Mai Trâm Nguyễn Thị ơi, chị ok thì lên ok giùm em nha. Xinh không? Eo 90 quay về đây. Eo 8 mấy là mặc bao sướng. Em toàn thích mấy con này thôi. Bơ thích lắm. Ồ, thích lắm. Chị có ok thì chị em để cho nó. Xin chai một cái gì. Ok cho chị Mai Trâm Nguyễn Thị. Ừ, tao không còn cái đầm nào bán rồi. Mấy đứa ơi, đưa đồ chị bán nha. Nhà này mấy đứa đây đồ trăm ngàn chị. Mấy chị lên quá trời mà còn đúng thì sao. Đầm 100 ngàn bê hết rồi chị. Bây giờ mấy người nhà bán sắp đẹp. Ôi dồi. Từ cái ngày mày ở với chị mày bớt phèn rồi. Mày bớt phèn. Mày ở với chị mày đỡ phèn rồi đấy. Đúng không? Mày xuống mày ở với chị là mày ra người thành thị rồi mày đỡ phèn rồi. Đúng không? Mày ở với ta được mày lãnh lương được mấy lần rồi? 2 lần, 3 lần. 3 lần đúng không? 3 lần. À khăn chạy bàn. Mẹ cái khăn chạy bàn nó đẹp. Ê cái phải cái con này không? Chị nhớ màu khác mà. Có, con đó đó. Nó đó. Phải màu này không? Đó đó. Thề, em thích con chạy bàn này. Em thích cái con chạy bàn này lắm luôn chị. Em có nhiều con chạy bàn này lắm. Em giấu ở trong cái khu vực quần chúng ấy. Mà khăn chạy bàn của em có con chị này. Chị Hoàng My xin con chạy bàn. Chị Hoàng My có con chạy bàn ngày hôm qua rồi mà. Có con chạy bàn màu đen rồi đó. Con chạy bàn này đẹp. Dạ xin con chạy bàn nữa cho đủ con. Ủa chị đó ở đâu bay ra vậy? Chị Hoàng My chui vô nãy giờ, nhoi nãy giờ. Ủa, hả? Nãy giờ tôi thấy in ra, tôi bảo, ủa bà này chắc nay bị kìm kẹp rồi. Không thể đi ra, không thể vô được. Thì ra là bà lúc đùng. Úi, ủa, tôi vừa lên cái con chải bàn cái này, bà vô liền. À, chị nào mà eo 90 mà nãy giờ chưa có chốt được nào, em ưu tiên cho một con VIP luôn. Ui, chui được cái đầu vô. Nha, chị nào eo 90 nãy giờ chưa chốt đột, giơ tay lên. Em ưu tiên cho một con VIP còn mới nguyên luôn. Đẹp như vậy này, hàng của Nhật nhá. Đó, chị đào sự này, chị đào lên nhanh. Chị đào eo 90 lên nhanh, giơ tay lên. Em đưa cho một con 100 ngàn VIP luôn. Lên nhanh thì còn chậm hết nhá. Cái con này nó mới còn nguyên tem mà chị nào. Hàng Nhật nha. Còn nguyên tem rồi nè. VIP chị biết đào. À. Ủa VIP đâu có nào? Ai biết. Thì chị biết đào ơi, cho chị gì đấy? Chị Thanh Hà Lê con đấy, úi giời bà chốt từ ngày này sang ngày khác tội nghiệp, bà chốt chẳng được con gì hết trơn. Chốt con cho nó vui đi tình yêu ơi. Tí em có nhiều con đẹp em phi vào cho. Chị Thanh Hà Lê ơi, cho chị con đấy. Chị biết nào ơi, cho chị đây, chị Thanh Hà Lê con đi nhá.
cho chọn nó đi có chất bê bê mua đấy. Để chị hầu chờ kêu đùa chứ mong cầu mong cho em mua may bánh đắt là vui rồi. Dạ cảm ơn chị. À, các chị thề các chị mua hàng em thấy nhà em mấy năm nay mua hàng nhà em có nhiều chị ấy, như chị Nga Phạm này, Mai Tâm Nguyễn Thị này, Mỹ Lệ Vũ này, Nguyễn Hoàng này, Lê Thị Ái, rất là nhiều chị em đọc không hết tên ở đây mà vô mua hàng rất là nhẹ nhàng, trong lòng thanh thản vui vẻ, cảm thấy vui thì ủng hộ em nó, còn chốt không được thì thôi mình chốt con khác. Nó không có nặng là áp lực cho tụi em như các chị, có những nhiều chị áp lực lắm, không chốt được con đầm đó nha, thề không ngủ được cái bà đâu. Dạ các chị bà lằng nhằng bà lại nhảy bà ôi rồi ôi. Bà giận dỗi rồi bà thả đơn rồi bà chặn nọ bà chặn kia rồi nhức đầu, thề nó áp lực, thề nó áp lực con á. Con đầm có 100.000 mà áp lực dã man luôn á. Còn em thấy mấy chị em đọc tên rồi với các chị, nhiều các chị khác này, em mua nhà chị có ai áp lực cho em đâu. Em mua nhà chị váy áo rất chất luôn, cái nào cũng đẹp. Các chị mua chốt được không? Chốt được thôi. Hôm sau chốt, hôm nay em chốt được mài chốt vậy. Chả ai nói gì, chả ai giận dỗ, chả ai đi. Thấy các chị thật thề dễ thương vãi luôn á. Còn có nhiều chị tạo áp lực cho tụi em dữ lắm, gây áp lực dã man luôn. Áp lực dã man, bán có đầm 100.000 được, đêm không ngủ được các chị ạ. Nhiều có nhiều câu nói ức cơ không ngủ được. Cái con này dễ thương thế nhỉ. Các chị khách mới, các chị cứ lên mã chốt bình thường, các chị chốt được một đầm thì cho vào tin nhắn Facebook cho em đầy đủ thông tin thì vào chốt con thứ hai bình thường nha mấy chị ơi. Cái này không là cần nó phải cho số điện thoại. Nó cá tính, nó dễ thương ấy. Có nhiều con cầm đến không biết giới thiệu sao. Cái con này á, cái thứ nhất nó rộng nách, cái thứ hai là cái cổ sâu. Này, nếu mà các chị mặc các chị sợ thì các chị sẽ mặc với áo ngang vậy này. Còn không thì không sợ, nhưng em thì chả sợ rồi, chả còn gì để mất rồi. Đúng không? Okay. Eo 84 quay về chả còn mẹ gì để mất, cứ mặc như vậy thôi, mát rượi. Xong sọc tay vào đây này. Đấy, 100.000 cho em nhá. Eo 80 84 lên mã 1 cho em nhá. Mã 1. Xin lỗi thật rất cái kẹp. Chị nào vậy? Ưu tiên cho chị nào? Chị Nguyễn Trang. Chị Nguyễn Trang áo đen thấy ai? Nguyễn Trang nào? Chị Nguyễn Trang áo tóc ngang dài. Áo đen hả? Áo xanh. Ừ, ok, tí lên em 82 em ở cho. Em nhặt cho. Màu đen nha. Ừ. Mày bu bích đào. Thẻ bao dễ thương. Để tí xíu lên có đen em 82 để cho. Chị hai Bùi cũng có con chạy bàn nào cho chị. Con chạy bàn. Ngày xưa em khui đầm ra mấy con đấy đó chị. Em toàn khui trong kiện đầm mắc tiền ấy. Mà em sợ em không dám bán. Tại sao? Không biết giới thiệu sao để bán. Thế bây giờ thì không có mà bán. Chán vậy. Đây. Mã 1 cho chị xong trần. Cái con này cho em nhá. Cái form chữ A như vậy nhá. Mặc chữ A này. Con này mới tinh nhá các chị. Lâu mới biết. Con này mới tinh á. Nhìn này nó mới đến mức độ mà em phải gọi là úi dồi ôi luôn á. Xong trần kêu đen đen cái gì kìa. Úi dồi nó mới lắm. Chị nào mà eo 80, 82 quay về mặc form rộng cho em. Có muốn nịt đai cột dây thì cột nha. Xong trần. Đấy. 100.000 lên em mã số 2 hả? Mã số 2. Chị xong trần lấy con này. Xong trần lấy con đen. Đây con đen này. Đưa về cho con bé. Hồi nãy em nhặt cho con bé được cái xinh lắm chị ạ. Con bé con chị ạ. Xong trần. Hồi nãy em nhặt cho con bé con chị về một cái xinh lắm. Ừ. Chết mẹ ơi chị biết đào tít lên trên mới kêu nhà cho em. Mày chết tao biết không? mày đáng chịu đi. Để tao kiểm tra. Ê mày cho chị thông trần con này này, bảo thích con này này. Bảo thích con bơi này. Xin lỗi chị Bích Đào. Đây chị em phi con này. Mã số 2. Cho chị thông trần con này đi. Mã số 2 cho chị xong trần. Mày phiêu ra ngoài kia luôn. Cái con này con hàng hiệu nhá. Mà tại vì size nó nhỏ lắm ấy. Size 7 đấy. Size 7 á. Size 7 và 9 nhỏ á. Tức là eo 65 70 á. Size S. Eo 65 70. Con bơi cái gì? Eo 65-70 các chị ơi, 100.000 nhá, mã số 3 nhá. Eo 65-70 nghe rõ. Úi dồi ôi tiểu thư cho em. Chị nào eo 72 quay về một con tiểu thư, các chị nhìn này còn mới nguyên tem nhá. Hàng Nhật nó còn mới nguyên tem giùm em nha. Mã số 3 cho chị Hương Bùi. Chị nè. Hương Bùi cho em xin số điện thoại, địa chỉ và tin nhắn Facebook luôn nha chị ơi. Chị nào eo 72 quay về cho em. Lên cho em mã số 4 nhá, 100.000. Con này không xinh không lấy tiền nha. Xong trần lên cái gì vậy? Cái gì 50 vậy? Cái gì 50? Lên nhầm được không? Số 5 lên 50 được không? Chị nào eo 65-70
chụp về size S này. Con này đẹp quá này. Ôi dồi ôi, mấy nàng size S ơi, vào nhà em cái kiểu như là súng vàng ấy. Con đầm vin đẹp vậy, người ta bán mấy trăm ngàn, em bán 100 ngàn, đùa chứ. Không hút nhanh còn kịp đúng không? Chị nào eo 65-70 size S lên cho em mã số. Ủa? Con đỏ chị Bích Đào kìa. Chị Bích Đào rồi à? Ừ, tại vì mấy chị đấy mua về bán này, cho nên các chị đấy không quan trọng về cái size, cho nên là các chị chốt nó thoải mái. Chị cứ đưa là để cho em làm cách chị ạ. À. Chị đã bỏ gì em? Nó nghe một cái miếng vuông vuông này nó cũng hơi đắt tắt tiền đấy em. Hình như nó mười mấy 20 ngàn đấy. À, thì tao tính ra một viên như vậy thì nó tầm, tao bán rẻ 10 ngàn viên thôi. Hả? Cái gì? Cái gì? Cái gì M72 cho chị mã 4? Ôi trời ơi, nó đẹp quá. Thấy con này đẹp vậy làm sao mua về trưng chứ mặc gì? Chị mã 4 cho chị Nguyễn Trang. Con tiểu thư này cho em eo 72 quay về. Eo 65-72 74 không mặc được đâu. Eo chết rồi. Chị nào eo 65-72 lên cho em mã số 6 100 ngàn. Đây là một con khoác VIP nha các chị. Một con khoác hàng xịn nha. Cái này tụi em khui trong cái kiện đầm Nhật mà nó đắt tiền lắm. Nó đắt tiền lắm luôn á. Tại vì những cái này này là xì tai của các cô, các chị mà quý sở tộc ở nước ngoài người ta hay mặc ấy. Nó đi biển rồi nó đi chơi ấy, rồi nó khoác, người ta khoác ở nhà cũng khoác ấy. Cho nên là mấy con này nó gọi là hàng quý sở tộc ấy. Mã 6 cho chị Trần Nhật Quỳnh Như. Ai cũng khoác được con này hết. Nói chung em chốt đấy, con này em chốt. Em chốt. Trần. Chị Song Trần đang chốt đơn nghỉ giải lai nhìn leo nhèo vô mặt vài con rồi đi làm. Chị Song Trần tội nghiệp cứ chạy vô thịt gà suốt đêm luôn, nó thề. Bà nhoi chứ. Đang ngập nhà hạ sáo hết rồi. Úi ôi. Chị các chị biết không, chị Song Trần là một bà chị mà em nói thiệt các chị, cô ấy hét dễ quá, biết được còn la lớn thề, biết được còn la lớn lên nữa. Cái bà Hoàng My cái tí tôi cũng ưu tiên cho bà con nào nữa. người ta đang là người ta đang bán 10.000 một viên mà bà kết có 8.500 một vỉ bác sư này. Lộ liễu. Chị Song Trần là một người chị mà một mối xỉ mà em nói mua hàng cực dễ, rất là hợp với em. Nó giống như kiểu hai chị em mà người ta gọi là trong làm ăn ấy có những cái mối quan hệ nó gọi là như răng với môi ấy các chị. Hai người mà kết hợp lại với nhau thì người ta gọi là bách chiến bách thắng. Nó gọi là bách chiến bách thắng á. Đó, gọi là bốc vào cái lô hàng nào là hết cái lô hàng đấy đấy. Là chị đấy cứ, nói chung là chị ủng hộ em rất nhiều. Mà chị đấy mua có những cái lô đầm đắt tiền lắm, chị chưa bao giờ bán bao giờ. Nhưng mà em cứ động viên, chị thử đi. Chị bán không được, chị đem về đây em bán cho. Chị thử đi, em xúi, em toàn xúi bà thôi. Bà cũng đun chất mẹ đi á. Nhưng mà kệ nó, nghe nó xúi, nó ân ok như vậy thì cứ thử đi. Mà khổ cứ về đến đâu này, hết đến đấy, về đến đâu hết đấy, có còn đâu. Còn đâu. Đấy, chị thấy không? Còn kỳ sao. Đấy, em nói thật mà. Sai kiểu gì, mày ngu mày còn thấy sai. Con này, ôi dồi. Con này. Chị cứ tám đi để tụi em một tô chứ. Con này cho em. Ủa con áo khoác ở đâu? Xuống tới dưới kia rồi. Ủa con đấy tao chốt mà. Thôi. Con này cho em eo 90 quay về nha. Chị chốt sao rồi. Mẹ, nói chuyện hồi mất con mẹ áo khoác các chị ạ. Nói buồn rồi, nó lột mẹ áo rồi. Eo 90 thùng lạnh. Nên em mã 1 nhá, mã 1. Yếm eo 65-72. Yếm eo 65-72 giùm em nhé. Đẹp chưa? Size nhỏ. Nên em mã số 2 nhá. Ê, ăn chơi. Ăn chơi chưa? Con này cho em rất là... Ủa, em thích con này. Em lại chốt con này à? Mã 1 cho chị Thảo Trang. Con này giường chiếu hơi bị phê. Con này eo 84 quay về. Giường ai cũng mặc được hết. Giường chiếu hơi bị phê. Thấy con này bao phê luôn á. 100 ngàn lên em mã số 3. Bao phê con này luôn. Một con pin nha. Một con pin cho em như dạ, vậy nha. Dạ đang dán 100 nha mấy chị ơi. Các chị gì này dán lỡ nhá. Dán này nó qua cái bắp suối bự. Chị Song Trần kêu dây, không biết con dây nào. Đây này ơi, hai con dây luôn mày. Con này cho em. Dán của em, dán này là dán con pin này, pin lỡ. Mã số 3 cho chị Thu Trịnh. Con này mà dài nữa nó đắt tiền lắm các chị nhá. Con này nó em 1m55 là ngang bắp suối vậy này.
Còn chị nào mét 6 thì nó giật lên gần đầu gối rồi này. Mới mua lần đầu hôm nay nhận được hàng đẹp nhít nát, cảm ơn shop. Úi dồi ôi, thấy sự thấy cái chị đấy chưa? Lại khen em rồi, em khổ, em lại thức trắng đêm rồi. Chị nào, cảm ơn chị nha, cảm ơn chị nha. Chị Kim Hoa Hình, mấy chị lên mạng 4 rồi kìa. Tôi khổ quá, chị Kim Hoa Hình mặc vừa đấy. Chị Kim Hoa Hình ơi, chị mặc rộng đấy. Úi dồi ôi, bảo sao đẹp vãi ra hề, hàng hiệu gu mắt ơi. Úi dồi ôi, thề bây giờ em mới nhìn thấy cái tem đó rồi ôi. Em chốt. Chị Kim Hoa Hình mặc rộng quá chị ạ. Cái con này size L đấy. Eo 70 đến 76 á chị ơi. Chị Kim Hoa Hình á, nếu mà chị mặc chị cứ cột đai vào thì chị mặc được thoải mái. Phần này nó rộng kìa này. Hốt hốt. Thôi đi, để cho tôi bán đàng hoàng đứng tám nó nào. Ơ. Cái con này cho em nha. Mặc nhưng không mặc nha. Nói các chị nhớ. Nhìn lại. À, chị Song Trần thích con này đấy, nhưng mà con này nó mềm lắm, nó mong manh, nó mềm, nó sướng lắm. Mặc nhưng không mặc này, chị Song Trần có hốt không? Hốt thì hốt. Em để cho. Nhưng mà nó mong manh vậy này. Khổ xinh đấy. Xinh lắm, con này xinh lắm, mặc nhưng không mặc ấy. Em thích cái tay thôi. Đó, thích cái tay. Nói nhớ chưa lên nhà chị Kim Hoa Hình mấy đứa ơi. Chưa đi Sài Gòn. Ừ, đứa nào đòi lên nhà chị Kim Hoa Hình kìa. Đội nhoi nhoi. Tao. Con dâu của chị á. Chị ơi, nguyên cái đội nhoi nhoi đòi lên nhà chị kìa, chị Kim Hoa Hình ơi. Đây là một con Vin xịn nhá chị nhá. Một con Vin xịn, còn nguyên đai. Chị nào eo 65 thuộc về size S. Dạ, chị Trần Nhật Quỳnh Như, chị không có mã 4 nha. Mã 4 của chị Kim Hoa Huỳnh mất rồi. Chị nào mà size S á. Chị nào size S lên cho em mã số số mấy vậy? Mã số mã số 6 nha. Dù gì số 6 chị Bích Đào. Cái con này sao? Chị Song Trần bỏ vào Song Trần đi. Nhưng mà không biết chị Song Trần có thích con này không? Tôi đang hỏi đấy. Có cái con này của ai? Con sọc. Chị Kim Hoa Huỳnh lên trước. Con sọc hồi nãy hả? Đâu, con sọc thì nãy không phải là con mã số 3, không phải là con này đâu. Con này mã 2 mà. Ôi dồi ôi, tụi mày ơi, con này, mấy đứa mày ơi. Nó cũng là sọc. Đừng có nhoi nữa nào, mấy đứa em ơi, đừng nhoi, để chị bán hàng. Lên chị Kim Hoa Hình đón hết kìa, tiếp hết. Con này cho em nha. Cái này nó xuyên thấu 70, nói chung là nó xuyên thấu có 30%, 70% là nó kín. Cho nên các chị mặc có một lớp à. Cái này mặc một lớp không cần lót nha, xin thông báo. Còn chị nào không mặc được một lớp đừng có chốt giùm em nha. Cái này cực kỳ mát luôn. Còn nếu mà muốn làm khoác cũng được luôn nha. Làm đầm được luôn. Đây. Chị nào eo 90. Dạ chị Trần Nhật Quỳnh Như, chị không có mã 4 nha chị ơi. Chị nào eo 90, 92 quay về mặc được hết. Lên cho em mã số. Em hứa nhặt cho chị 7. Một con đeo đen eo 82 mà không có. Chắc hôm chưa tới đâu tại em. Chờ từ chiều giờ luôn á. Rồi ok, rồi đi đợi. Chị Nguyễn Trang. Ok chị đợi đi, có hôm nay em bảo đảm có luôn. Chị mà đợi em bảo đảm có luôn. Chị mà đợi. Chị đợi. Đợi giờ còn lâu ấy biết. Chị nào eo 74 quay về nhá. Không đẹp nghỉ lấy tiền luôn ha. Eo 74 quay về lên em mã số 8. Mã số 8. Thề con hoa nhí này màu nó buồn lắm. Con hoa nhí này nó đẹp mà màu nó buồn lắm. Chị ơi nhìn này. 78 hiện đang ế. Trời ơi, rồi nó sướng. Mã số 7 cho chị Đào Kim Nhi. Nhìn này các chị Đào form Kim này. Nhi cho em xin số điện thoại địa chỉ với tin nhắn Facebook luôn. Nhìn nha chị ơi. Nhìn form này mà màu buồn lắm, viên nhật màu buồn lắm. Chị nào bé chưa gửi rồi, chị nào chưa có mua viên nhật đừng có chốt mấy con buồn buồn như vậy. Bé gửi đâu. Tại vì các chị chốt mấy con buồn buồn về các chị về cũ bảo cũ mà thật sự ra nó đẹp như thế này. Nó sẽ là địa chỉ rồi Vân ơi. Ok. Con này em mặc vừa. Mã 8 hiện ế mấy chị ơi. Con này em thích đó, để tí em mặc thử xem nó ok không. Em thích hoa nhí được quá. Ở đây có một cái con khoác thả sao thế? Chuẩn bị. Thế có nhiều con chuẩn bị thả luôn. Sao quá chị? chị Trần Nhật Quỳnh Như cho chị con buồn đi. Mã 8 cho chị Nguyễn Lan. Chị Nguyễn Lan cho em xin số điện thoại địa chỉ với tin nhắn Facebook luôn nha chị ơi. Mày sao qua đi khạp? Ông phải khạp cái này. Khạp rồi. Cái này có phải khạp. Mẹ cái hàng của Nhật mày khạp rồi. Cái này. Cái này nó không biết nói sao mà thấy nó dễ thương quá. Cái này nó thôi em chốt. Chị đang tham vật kêu đợi 2 năm nhé, cứ đợi đi. Mà tám cho chị Nguyễn Lan. Con này đẹp nha các chị, con này mới tinh à. Xin rồi. Con này xin mới tinh nha các chị. Tao gửi tin nhắn rồi. Con này nó mới tinh, hàng hiệu xịn quá các chị. Mới tinh à. Chết vậy? Mới lắm, con này mới lắm nha. Màu xanh xanh rồi nè, sáng sáng rồi nè. Chị đào eo 80 quay về nhá. Eo bắt gà. 100.000 lên em mã số 9 nhá. Mã 9 thì em. Eo bắt gà là eo gì? Eo nào?
không? Có điều lại thì thề chị thấy bên nhà đâu nhét đồ vào ống tay. Cái này mà nhét vào ăn cắp hơi nhiều đồ. Đầy cái túi này ăn cắp hơi nhiều đồ. Xén cái rớt hết xuống nhà. Không có rớt nè, ở dưới này may hết đồ đâu rớt được. Thì ăn cắp hơi nhiều đồ, ăn cắp đi ngang qua xén cái. Đó, xong rồi thấy trai đẹp nè. Nhìn che mặt lại. Dễ thương quá. Con này đúng độc lạ luôn. Mã 9 cho chị Thảo cho em. Con này cho em nha, xuyên thấu. Xuyên thấu 30% thôi nhá, không có xuyên thấu hẳn 100% đâu. Tại vì cái này nó là dáng mỏng thôi. Các chị mặc được, nhưng mà có điều là không tự tin thì đừng có mặc, đừng có tốt. Còn không thì có lót thì mặc vào nhá. Ôi dồi, mấy chị xin nhiều thế. Chứ con này thì nó dễ mặc. Nhiều em nhớ được. Chị nào L74 quay về lên em mã số 10 nhá. Nhà em không gọi điện cho đơn các chị khách mới và tin nhắn Facebook cho em đầy đủ thông tin nha các chị ơi. Sau 15 phút các chị không cho em đầy đủ thông tin em xin phép xả đơn chặn Facebook nha mấy chị ơi. Xong. Hết. Má nó đọc cái quần què gì nó đọc một leo. Chị đó Trần Nhật Quỳnh Như ơi. Lâu quá mới gặp chị. Trời ơi lâu lắm rồi, từ năm ngoái năm nay mới gặp chị. Trời ơi con form Âu các chị ơi. Cái này form Âu mà xuyên thấu nha các chị. Cái này xuyên thấu, nó chỉ xuyên thấu 30% thôi. Còn 70% các chị mặc bình thường không vấn đề nha. Em thấy chị bọc 6 nha chị ơi. Không vấn đề. Nói chung là như em mặc em toàn mặc như vậy thôi. Em không cần mặc lót đâu. Xong chân bi. Cái này nó một lớp nhưng mà em mặc như vậy không mà không có cần mặc lót đâu. Mát lắm, cái này form Âu đẹp quá. Đi, chị xong trần. Em không vừa chứ em vừa em hốt ngay em chốt đi, luôn. Đi, chị xong trần đi. Nè, chị xong trần. Mày hốt cái con này và chị xong trần được tao đấy. Tao khổ quá. Này, hai con này đúng không? Bơi vào đây đi. Xong trần. Đấy, chị không nỡ lòng nào chị gỡ cái mắt ra dù. Con này nha. Em cắn chị. Con thằng Đạt nó ngồi không làm gì, mày phát việc cho nó làm đi. Ủa, chị ném mẹ xuống đây thì em phải cầm các chị ơi, thùng lạnh nè. Thùng lạnh cho em. Chị đồng em 80 quay về thùng lạnh siêu đẹp nha các chị. Như xin con buồn hoa nhí. Lên cho em mã số 11. Mã 11 giùm em. Khổ quá đây mày. Sao mấy chị xin nhiều con buồn thế? Đây khổ. Vui lên mấy chị ơi. Mà chị Trần trong cánh gà lớp diu kêu tên chị liên tục nhé. Mấy chị cứ định đi. Em quán bay phay luôn. Cái này là xịn nha các chị. Cái này xịn nha, không có quẩn nha. Chị xong trần rồi mày tới không? Dạ tặng, cái chị tặng. Chị ơi, mẹ nó kêu em quán bay phay chị xong trần. Tao đập mày chết bây giờ, chén cơm của mày đó. Mày bánh bay bay. Con nào tay tay bồng trên xèo 60kg. Con này tao đưa. Tao đưa cho chị xong trần. Cái con này xấu, con này để cho chị xong trần mà nãy chị đi ra rồi không hỏi được. Con này chất von của cái chất của nó mềm lắm. Cái chất mà giống như là nó không phải là von tơ mà nó lại là chất xô mà nó mềm như tơ vậy đó. Nó đẹp lắm. Để xong trần hết con này em để dành xong trần. Tao chưa bán con này, mày dẹp vô cái chỗ bán rồi tao đập bây giờ. Con này cho em nhá, áo khoác xịn sò nha. Áo khoác đem theo chị này. Xong trần đấy. Trời ơi nó đẹp. Chị Lê Thị Lan hôm nay chị Hồng Thúy đến kia. Bác trắng mình chốt mà vào tin nhắn chốt xong rồi dồn đơn cho chị mã 481 nhé. Mã 481 thì đang ngồi đóng nằm hết rồi. Lên 100.000 cho em nhá. Dạ chị được tặng một con buồn. Cho chị Hồng Thúy Đinh nè. Cho chị Hồng Thúy Đinh khoác trắng. Chuẩn bị hấp hôn 20 năm. Khoác đó vô như cô dâu nhé. Úi dồi ôi, hấp hôn thì khoác cái đấy vô thì úi dồi ôi. Đẻ. Đẻ. Tiếp tục đẻ cho em. Đẻ. Đang bán đầm 100k nha mấy chị. Các chị ơi, chị nào mà vừa con này thề luôn, mặc lên đẹp cực kỳ luôn, sang cực kỳ con này. Cái dáng nó mê không? Nhìn cái dáng nó muốn hốt rồi. Chị đào eo 70, 72 lên cho em mã số 12, 100.000. Con đây bồng vô bịch rồi mấy chị ơi. Cái chị Trang nữa là eo nãy bao nhiêu nhỉ? Eo 8 mấy? Eo 82. Ôi 82 rồi. Chị Trang ơi, con này phê. Chị Trang ơi, con này bao phê chị Trang ơi, phê lòi phải phòi chị Trang ơi. Ủa 12 12 cho chị Xuân Thủy. Chị Trang ơi, con này phê lòi phải phòi. Chị Nguyễn Trang nhoi rồi kìa, ok. Em sọt vào một cái, em mê quá, em phải, nhưng mà em mặc cái này nó hơi lùng thù. Trời ơi, mê cái này quá. Chị Nguyễn Trang chuẩn bị con pho nha. Không, chị mặc đẹp lắm đấy. Không, em mặc lên đẹp quá là các chị nào cũng đòi, em mệt lắm. Thôi ok, đúng sai em đấy. Đúng sai em luôn đấy. Con này em mặc lên đẹp cực kỳ luôn đấy. Ok, chị Nguyễn Trang. Đây, cho luôn. Thì có em nữa. Em chốt rồi.
Rồi cái con này nó lót ra tay luôn này. Các chị nào ngoài miền Bắc thì chốt nhanh lên còn kịp nha. Chị có nha chị Nguyễn Trang ơi. Con này nó xịn lắm á chị ơi, nó lót ra tới tay luôn này. Những cái con đầm mà nó lót ra tới tay này các chị này, nó không phải là dễ có nhá. Rất là hiếm có lót ra tới tay. Những cái con này á, các chị mà ở ngoài miền Bắc á, ráng mà chốt nhanh đi, con này nó hợp với các chị lắm luôn á. Còn trong miền Nam thì con này nó hơi dày một tí. Nhưng mà riêng miền Bắc thì quá sướng con này nha. Ít có con đầm nó lót ra tới tay lắm. Chị nào eo 74 76 nhá. Eo 74, 76 lên em mã số 13 hả? Mã 13 cho em 100 ngàn. Chị bảo chị nhắn tin chốt nè. Ôi là trời. Cái con này chị nhắn vô là em chốt rồi. Cái con này á, làm đầm làm khoác thì tùy nha. Nó rất là xì tay. Nó dáng bí bí vậy này các chị dễ thương không? Vừa làm đầm làm khoác thoải mái như vậy cho em. Thích làm đầm mà không không thì làm khoác rất là sang nhá. Dễ thương không? Dây rợ đầy đủ mấy chị ơi. Ôi dễ thương quá à. Eo 90 quay về ai cũng mặc được hết trơn á. Lên cho em mã số 14 nhá. Gì đây? Bi style là con nào vậy? Ủa tiểu thư. Một con tiểu thư giùm em. Eo 74. Các chị nhìn con tiểu thư này. 14 cho chị Hoa Bùi. Một con tiểu thư eo 74, 75 quay về lên cho em mã số 15. 100 ngàn. 100 ngàn. Cái gì? Baby doll lụa hoàng gia. Một con baby doll lụa hoàng gia. Các chị nhìn này, cái lụa nó đẹp chưa? Ngoài kia nó ngồi nó húp như ngồi húp cháo ấy. Chị nào eo 80 82 quay về nhá. Cái này mặc form rộng các chị nhá. Mặc form càng rộng càng đẹp. Chị Hậu Chờ xin con eo 84. Lên cho em mã số 16. Rồi tím chọn cho chị Hậu Chờ. Chị Hậu Chờ eo 84 à? 15 cho chị Phạm nghe. Châu rồi. Xì tay em. Sao không? Xì tay của em. Thề mặc con này bao dễ thương chị ơi. 16 cho chị Trần Yến. Không biết kiểu gì tem mạc nhiều lắm. Chị Hậu Chờ ơi, mặc con này nó xì tai của em, nó bao dễ thương chị ơi, chị chơi không? Chị chơi không? 100 ngàn. Còn 14 không? Ừ. Vô nhà Trúc Phương mua mấy con đầm mặc về không giống ai. Nó lạ lắm, nó không giống ai hơn. Đó, không phải về có mấy con này đâu nha. Xì tai em đấy. Chị ok không? Chị Hậu Chờ ok thì lên chữ ok mà em gái. Em ưu ái cho một phát, thôi sướng luôn. Bao sướng luôn. Đâu rồi? Gấm nha, gấm xịn nha. Chị Hậu Chờ chạy đâu mất rồi? Chị Hậu Chờ chị ok thì lên chữ ok giùm em gái để em ưu ái cho cái dễ thương nha. Đâu chị Hậu Chờ. Con này gấm xịn nha các chị. Hậu Chờ chạy đâu mất rồi? Gấm bao xịn luôn á, rờ sướng bãi ra. Chị nào mà eo 84 quay về. Đẹp quá. Nhìn này. Các chị nhìn gấm này. Gấm mới tinh á. Chị nào eo 84 quay về lên cho em mã số. Chị Hậu Chờ chị ok con đó. Mã số 17 nha. Mã ok cho em nha. Bích Đào nằm, chị Bích Đào nằm im, úi dồi ôi, nằm im đi. Nằm im tí xíu em coi con nào xì tai chị em nhặt cho. Bích sai. Chị Lê Thị Lan đó, thấy chưa? Cái gì? Cháu trong tin nhắn giờ con 1, con 4 của chị nó bay đi đâu rồi, không biết. Trời ơi, xong chốt ngoài like, chốt trong đó làm gì? Trong tin nhắn nó chậm hơn nhiều, cái... chị ơi, ở trên like ta chốt xong hết mẹ rồi. Rồi tin nhắn chốt nó đâu kịp đâu. Nó không có kịp. Cái con này biết sai á, chất xô của Nhật đã cực đã luôn. Mã 17. À biết sai chị ấy kìa. Chị Phú ơi, Phú của chị Giang Man đi. Ôi khổ quá. Ô mày đi mày đi. Mã 17 cho chị Thiệt Cậu Giang Man. Mày đi, mày đi, mày vô đi. Giang Man chị nhắn cái bẹt vào khúc kia có tí nữa nó hỏi không có giấy á. Cái này cho Giang Man này, mấy cái con xì tai chị tiếc để cho chị Giang Man này về bán cho xì tai xì tiếc. Giang Man. Đó. Đã Giang Ma luôn á. Chị Giang Ma nha. Chị Bích Đào kêu không có style riêng, đẹp là hốt. Bây ok cho chị Hậu Chờ. Chị Hậu Chờ lâu thế. Con này em tốt. Bây giờ chị Hậu Chờ mới ok nè. Cái con này luôn đẹp đấy. Em ơi cái con này của cái cây xào ngoài kia kìa. Cái cây xào đầy đầy của cái chị ngoài kia kìa. Cái nguyên cây xào đó. Ừ con đó. Phục nguyên cái cây xào đó. À chị Hậu Chờ. Học chúa tôi mạng của chị Hậu Chờ ơi, chúa tôi, chị Hậu Chờ ơi, cái mạng rùa của chị. Em hỏi chị tháng trước, tháng sau chị mới ok, ôi dồi ôi. Sợ quá. Đi chúa tôi, cái mạng của chị. Em lạy chị. Tha tội cho em. Tha tội cho em. Cho chị Kim Hoa Huỳnh con hoa kìa. Con hoa đấy của... Ủa chị cầm thấy.
Hoa vừa đem ra kia rồi bá. Chốt rồi. Cái gì? Hoa chị cầm là cầm ra rồi. Chị vừa cầm con này lên thôi là bên đó chưa có biết được. Hiểu không? Mày hiểu mà cái mạng rùa nó đi từ đây qua đấy không? Con này dễ thương nhá. Hoa bé này, bé nhà chị không vừa. Bé ồn 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 nhà chị không vừa đâu. Bé ồn 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 không vừa. Có bé lớn thì may là vừa. Nhưng mà bé lớn thì nói chung là đẹp á. Đây cho chị xong trần này. Nè, cho chị xong trần nè. Vào có con chị xong trần con hoa này nha. Mỹ Lệ Vũ. Có nhiều. Nói xấu chị cũng nhiều ấy. Chị Mỹ Lệ Vũ ơi. Nói xấu chị, nãy giờ nói xấu người vắng mặt quá trời. À, đùa chứ, chứ tí xíu em coi có con công sở nào đẹp em đưa cho nhá. Cái này gì đây? Trời ơi, cái này thun nhá, thun lành nhá. Thun lành, thun lành. Eo 84, 85, 86 quay về. Eo 84 quay về giùm em nhá. Eo 84 quay về. Cái gì đây? Ui cái túi mà còn có sự dây kéo nữa. Ui ui sợ rớt tiền hay gì trời. Cẩn thận vãi. Thề cẩn thận vãi. Không phải lục túi xem có trăm đô mày ngu gì. Có đừng biết được. Eo 84, 85 quay về. Ai thích động thì cứ bơi nhá. Lên cho em mã số mấy rồi, số 1. Con này con xịn nha. Con xịn. Dạ em thấy chị Phạm Thảo nha chị ơi. Eo 82. Chị nào eo 82, 8 em 80, 82 quay về cũng còn mặc má thế. Dạ, chị kêu hoa chị không được không nha chị ơi. Không được, trời ơi, đẹp quá, cái chị ơi, con này đẹp. Chị Hậu chờ kêu, nó khổ thật. Mạng gì mà khó tả luôn. Mạng rùa. Mạng rùa đó chị. Con này số 2 giùm em, eo 82 quay về nhá, má số 2. Ui dồi, mạng đấy gì làm sao mà đi chốt mà giành giựt được. Chị ơi, nhà em không phân biệt khách quen, khách cũ, khách mới gì nha. Mấy chị ơi, thấy là chốt thôi. Ai lên trước là em chốt nha. Em đọc số rồi, máy nó lên số của ai trước tiên thì máy nó cắn cái tên người đấy thành cái tờ giấy chạy ra đây. Tụi em chỉ biết đọc tên giấy thôi. Chứ có chọn người bán đâu. Ui dồi, bán đầm mà làm như bán vàng cái chọn người. Mã số 2, cho chị Trần Yến. Bán vàng người ta còn trả chọn người nữa chứ đừng nói chọn bán đầm, đúng không chị? Em bán đầm, các chị mua cho em một con đầm chốt nhanh còn kịp để mà bán con khác chứ ngồi mà chọn người bán thì ui dồi rảnh áng. Con này cho em chất von xịn nhá, eo 74 quay về ấy. Chị nào eo 74, 75 quay về ấy. Con này chất von đẹp quá, màu loang như vậy này. Cái họa tiết long lang vậy này. Chất von xịn nhá, lên cho em mã số 3 nhá. Nói xấu nhiều thì ưu tiên nhiều nhá. Dạ chị, ok chị. Tí xíu có con công sở đồ đẹp em ưu ái mới. Một vàng cho em còn nguyên tem nhá. Màu vàng chưa có ai đụng đến, áo em chưa mặc một lần. Đó, đẹp vậy đó. Con này siêu đẹp cho em nha. Con này đẹp quá à. Chị Mỹ lại vô thích con này không? Thích con này không? Mã số 3 cho chị Trần My. Con này đi làm, con đi làm lịch sự hả chị? Chất đẹp, mát mẻ này chị. Chị đi, chị ốp con này đi làm không? Con này vàng đẹp quá, mới từ trong ra ngoài, mới từ ngoài vào trong này chị. Con này chị đi làm, chị Mỹ lại vũ ấy. Ôi nhưng mà chị rộng rồi. Úi dồi, chị Mỹ lại vũ rộng rồi. Con này eo 78-80 chị bơi vào cái gì? Chị gì chị lên ok được kìa. Nhưng mà chừng này gì? Úi dồi ôi. Chị eo tầm 74-76 mặc thoải mái. Bây giờ tới 78-80 mặc kiểu gì? Chị bồ tô mày bữa nay mẹ cũng đùa lắm. Chị mấy đời vũ rồi nó to mẹ rồi. Vừa sao giờ? Làm sao vậy? Nhịt bụt lại. Con này nha. Con này hàng hiệu các chị ơi, con này hàng hiệu xịn nha. Giờ sao? Chị còn đó giờ sao? Thì để chị trả lời xem. Chị Mỹ Lệ Vũ. Con này dùm em, con này chị eo 74-75. Chị nào eo 74-75, con này siêu đẹp. Eo 74-75 lên em mã số 4. À, rộng chị rộng mất rồi chị Mỹ Lệ Vũ ơi, chị thế nào nhỉ? Báo em biết. Chị ok thì lên ok dùm em nha chị Mỹ Lệ Vũ ơi. Con này đẹp quá, chất von mềm rượi. Chị nào eo 80 quay về mà con này phê nhá. Chị nào eo 80 á, này các chị nhìn này, mới lắm, con này mới, màu nâu tây mới. Mã số 4 cho chị Hồng Thúy Đinh. Úi dồi ôi, các chị ơi nó mới. Rộng rồi em. Nó mới lắm, con này nó mới. Chị Thoa Nguyễn xin con vàng á. Chị nào eo 80 quay về lên em mã số 5. Đây, con vàng đây. Xuyên thấu cho em. Úi dồi ôi, bà Hoàng My bà nghe xuyên thấu bà nhảy phổ ra đây. Bà nhảy sổ ra bà. Bà chốt một nùi xuyên thấu luôn. Xuyên thấu quá trời đẹp các chị ơi. Xuyên thấu này các chị từ eo 76. Mã 5 cho chị Hồng Thúy Đinh. Từ eo 76 quay về là mặc được hết nha. Ai cũng mặc được xuyên thấu nha. Xuyên thấu cho em. Cái này mặc ra biển cũng phê mà mặc lên giường cũng phê nha. Xuyên thấu 100 ngàn lên cho em. Mã mấy đấy? Lên mã số 7. Tao cắn mày giờ. Người lên 6 trước thì mày để cho người ta lên 6 rồi người ta lấy đi.
Mày ác như con quỷ vậy. Mày bảo tao lên số 7. Số 7 đi. Mà điên. Mã số 7 đúng không? Mã số 7. Chị Hoàng My. Ôi trời ơi, con này đẹp quá rồi. Rồi cái loa này. Hey, con này đẹp lắm luôn rồi. Con này rờ bao nhiêu không rờ, trời ơi. Con này chị nào eo 78 nè. Eo 80 thì hơi chật. Nghe tới eo 90 chốt luôn liền cho em luôn nha chị ơi. Con này đẹp quá, chị Mỹ là Vũ ơi. Giờ lên lần lượt em cũng không biết nữa. Con này chị mặc đẹp lắm á. Màu đen con này đẹp quá đi á. Có 100 ngàn thôi đó. Chị đang hỏi ai đây? Mỹ Lệ Vũ. Con này đẹp quá chị ạ. Chị có lấy con này không? Chị Mỹ Lệ Vũ. Lấy thì lên ok giùm em nha chị ơi. Con này đẹp quá chị ạ. Rờ xuống á. Eo 74, 75, 76, 78 là mặc ok luôn á. Đẹp lắm. Đây. Yếm. Ồ, yếm màu nâu tây nha. Hoa nhí nha. Nhìn này các chị nhìn này. Hoa nhí nha, siêu đẹp nha. Đó, chị lúc... Mỹ Lệ Vũ ơi. Từ từ đi, mạng người ta đợi tí đi. Mạng chậm. Vừa mà mày hôm nay mấy chị mạng vừa mà. À, chị nào. Mẹ bốc xương, cái bóc, móc lên tuột xuống. Mày bóc lên tuột xuống. Cắn đó. Chị bỏ mã 8 ra nha, lên mã 9 nha. Con này cho em nha, chị nào eo 80, 82. Chị nào eo 80, 82 quay trở về cho em là mặc con yếm mới đẹp. Eo 80, 82 lên cho em mã số 9. Mã 9 giùm em nhá. Mã số 9 này. Đang chờ đây. Con này eo chết nha. Mày có thấy chị Hậu chờ nửa tiếng sau mới lên ok không? Chị Hậu chờ. Thì chị tên là Hậu chờ. Mà chờ mẹ, sau. Mã số 9 đúng không? Mà tên Hậu chờ đúng chờ luôn. Mẹ chưa mạng. Mã số 9 cho chị Trần Thanh. Chị nào mà eo 80. Chị nào eo 80, 82. Trời ơi con này này các chị nhìn này. Nó mềm ơi là nó mềm. Chị không thích cổ sơ mi. Chị không thích cổ sơ mi. Cái con đấy cổ mấy vét đấy chị. Cổ đấy cổ vét đấy. Cái con đấy cổ vét đấy. Cả ngàn con đầm may được mấy con cổ vét này. Cổ vét đấy chị ơi, chị hốt không? Cái cổ vét này người ta muốn chốt thì không có mà chốt đấy. Chị hốt không? Cái con này eo 80, 82. Mày cho chị Bích Đào đi. Cho chị Bích Đào. Eo 80, 82 con này mềm đá lắm. Lên cho em mã số 10 nhá. Phong ông. Chị bị Nguyễn Hoàng khoái cái này lắm thề luôn á. Mà chị Nguyễn Hoàng nhiều đen lắm rồi. Chị mới lại Vũ nhiều đen lắm rồi. Để cho các chị khác đi. Mã 10 đúng không? Một con Âu xịn nhá. Âu này không có dài tới mắt cá chân nhá. Âu này qua. Mã 10 cho chị Thoa Nguyễn. Âu này qua cái bắp chuối bự của em á. Nó là dáng Âu mà Âu vừa vừa như vậy này. Chứ không phải là Âu tới mắt cá chân đâu nhá. Nói chung là công sở là mặc cỡ này thôi. Công sở người ta mặc ngang bắp chuối á. Người ta chạy cho nó cũng nhanh. Chứ bây giờ mà các chị mặc nó dài nữa thế như đạo hội mẹ làm công sở mà đi bê sổ sách vấp té vỡ mặt. Chết luôn. Mấy chị cứ hỏi em ơi đi làm công sở có dài mà chấm đất mà quẹt lơ lê không? Chị Đào Phương Lan xin con đó đó. Úi dồi các mẹ đi làm công sở mà em tưởng các mẹ đi múa thời trang biểu diễn. Mẹ sếp gọi em ơi được đưa giấy sờ sổ sách lên cho sếp. Vác con mẹ lên đấy đi giữa đường té dập mặt. Chát đời mấy bà. Em 74 bà mặc vừa không? Chị Đào Phương Lan ơi, chị vừa không? Chị ơi, eo 74. Đào Phương Lan ơi, eo 74, chị vừa không? Chị vừa, em để cho chị nhé. Các chị đi làm công sở như vừa, em này. Chị lên ok giùm em nha. Như em đi làm này, em cứ phải sắn quần lên, em chạy cho nó nhanh. Xếp giao việc gì mình chạy cho nó nhanh. Rồi ôi, mẹ mặc dài lên thê xong đang chạy vấp té, vỡ mặt. Chị sóng trần kêu. Cứ eo 77. Tao là xếp, tao cũng chạy vậy. Hốt, ha. Tao cũng chạy vậy. Sóng trần kêu tại eo, vì tao, eo 77, 80 hốt. Tao sinh ra là cũng đi làm từ đông sang tây rồi chứ đâu phải tao nhỏ con. Rồi em tao đâu có phải là lên mã chị ơi bỏ 11 đâu phải là tiểu thư con gái nhà quyền quý đâu đi làm chết con mẹ đi chị... Ủa con này đẹp quá đi ấy. Lên mã đi nhỏ rồi trời ơi con này chị Ngọc Phương mới nhảy thề bà Ngọc Phương bà đi đâu rồi nhỉ chị Ngọc Phương nhà mình đi đâu rồi nhỉ chị Ngọc Phương ơi chị đi đâu rồi nhỉ chị bỏ em đi đâu vậy cái con này chị mặc đẹp vãi ra chị đi đâu rồi nhỉ hoặc là chị mẹ của chị Mộng Xuân. Chị mẹ của chị Mộng Xuân. Dạ, mã số 8 là con đen hồi nãy là chị Bích Đào lên đầu tiên nha, chị lên thứ hai nha chị Nga Nguyễn ơi. Chị nào eo 65 72 nhá. Chị nào eo khổ nó. Khổ thật chứ. Chị ơi con này size nhỏ chị Song Trần. Chị có khách size nhỏ không? Mẹ ơi cái này nó đẹp quá. Chị Song Trần này. Chị có khách size nhỏ không? Chứ cái này eo 65 72 thôi mà đẹp quá. Cái này mấy cái chị khách nhà em nhỏ người ấy mặc. Ủa nó chạy đâu rồi? Chị nào eo 74 quay về nhá, kho bao.
Farm Âu nhá, eo 74 quay về nhá. Em 1m55 này cho chị nhìn kỹ rồi chốt nhá. Không về thì bảo em ơi nó ngắn em cắn đầm. 11, 12. Em cắn cái đầm nó luôn á. Nên em mã số 13 nhá, 100.000. Ok. Sao có nhiều con bạn tao đâu thấy nó buồn mà sao tên tên đấy thấy nó buồn quá tao không tao dẹp nó qua một bên. Con này ồ cái form này. Nhà mình có cái vụ mà shop gửi tặng bạn mã phi ship tối đa 20k hả? Cái đó là cái gì vậy? Hỏi anh coi là cái gì vậy? Ai biết nè. Phi ship quanh năm. Nhà mình phi ship quanh năm xong rồi. Nhà mình phi ship quanh năm, mẹ có những đơn hàng ship, mẹ tiền ship không mười mấy triệu bạc. Có đơn những đơn hàng tụi em đi tiền ship là 20 triệu bạc các chị. Tiền ship á. Đen, chị sóc chân. Tiền ship nhà em có những đơn hàng 20 triệu tiền ship các chị thấy không? Miễn ship toàn bộ hết quanh năm luôn. Úi dồi ôi. Đừng nói 20 ngàn. Chị lừa chị sóc chân ơi. Con này mới tinh các chị ơi, lụa nhá. Lụa nhá các chị nhá. Lụa mới tinh này. Form xòe xòe dưới vậy này. À các chị nhìn này. Chị nào mà eo 80. Eo 80, 82 á. Con này lụa nhá. Lên cho em mã số. Chị khen lụ. Dạ. Chị khen lưu. Dụ gì? Chị khen lưu kêu con buồn đó đi chị. Buồn nào hôm nay hả? Chắc vậy. Con này eo 80-82 chị vừa không? Chị vừa thì tốt nha. Chị khen lưu á, chị vừa thì chị lên ok dùm em nha chị ơi. Hàng hiệu nha, trời ơi. Cái tem nó đẹp. Cái con này các chị mặc mát lắm. Các chị nhìn cái chất von này. Cái này von, von của nó mặc mềm mà nó sướng lắm. Cái chất này mặc sướng lắm. Cứ mặc cứ như không mặc cái gì trên người á. Nó mới bóng bọng này các chị nhìn này. Mới tinh từ trong ra ngoài thấy không? Mới mới như vậy thì không chốt thì chốt cái gì được. Lấy đầm nhà Trúc Phương bơi ra nhìn muốn mê, còn muốn mua đầm. Khiếp mua những chỗ mà người ta khui ra bán liền đấy các chị, nhăn nhó méo mó, bẩn thỉu á. Về bơi cái lót con đầm ra tang hoang, ôi nhìn ám ảnh đồ si. Khiếp ám ảnh. Nhà em giặt ủ sạch sẽ thơm tho rồi đấy. Chị nào eo 82, chị khen lâu hơn chị vừa chị lên ok giùm em nha chị ơi. Chị nào eo 82 quay về nhá. Cái này lên em mã số 15 nhá, mã 15. Ôi ủa này đẹp. Chị đào eo 65-72. Hả? Cái đang cầm. Eo 65-72 lên cho em mã số 16. Mã 16. Chị xin từ lúc em nếu nào. Ôi ủa mày cái đang cầm không có biết được đâu. Mạng từ bên kia qua đây. Mẹ nửa tiếng sau nó mới qua bên đây. Thì làm sao biết cái đang cầm là thế nào. Chị lên mã luôn đi. Ôi dồi con này. Mã 15. Ôi ủa ăn chơi. Cho chị Nguyễn Hương. Một con lùa ăn chơi. Các chị ơi ăn chơi chưa? Ủa con này đẹp quá à. Cái tay bồng dã man đẹp luôn ấy. Hey, con này ăn chơi nhỉ. Cho các chị ô này phê luôn ấy. Đã lắm rồi, cái tay xài sướng lắm. Chị nào mà eo 70-75 ấy. Eo 70-75 ấy. Con này ăn chơi chưa? Siêu ăn chơi luôn con này luôn. 16 cho chị bứt đào. Chị nào eo 70-75 nên em má 17. 100.000. Cái này dáng hot đi nhá. Dáng hot đi á. Dán hot đi á các chị, là tức là nó phong rộng mà các chị mặc nó phong rộng có đẹp nha. Mặc càng rộng càng đẹp. Từ 80-82 quay trở về ai thích rộng cứ bơi vào cái dán hot đi này cho em nhá. Người ta gọi là dán hot đi á. Lên cho em mã số 18. Chị hỗ trợ em 15 em chốt lâu lắm rồi. Con này cho em eo 82 quay về nhá. Eo 82 quay về lên cho em mã số 19. 100.000. Ôi dồi ôi, con này nó đẹp. Ôi dồi ôi, eo 80 đâu. Chị nào eo 78-80 đâu. Lên mã 1 ngay còn kịp. Lên ngay còn kịp 100.000. Con này đẹp quá. 17. Lên mã số 1 giùm em nhé. Chị Phạm Thảo. Vâng. Dạ. Đi trong trạng. Đây 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 cái này này. 18 cho chị Hồng. Cái này mã 1 nha em. 18 cho chị Hồng Thúy Đình. Anh đi mỏi nát. Cứu tôi. Không kịp được này. Có một tay thôi đấy. Chị nào eo 65-72. Chị nào eo 65-72. Con này siêu đẹp. Con này siêu đẹp nhá. Lên mã số 2. Mã số 2. Có số 1 rồi đấy. Số 9 số 1 á. Con này có số 1 đấy. Số 1 mày đang cầm. Số 1 mày đang kẹp hãng mày đấy. Vậy là trên đó còn 19. 19 số 1. Số 2. 19 cho chị Đào Phương Lan. Con này xuyên thấu các chị ơi, đẹp quá. Con này xuyên thấu nha các chị, nhìn này. Mã 1 cho chị Nam Hà. Trời ơi, con xuyên thấu nó đẹp. Chị mã 2 cho chị Bích Đào. Trời ơi, cái này chị nào có cái lót mặc đẹp vãi luôn á. Chị nào mà eo 80 quay về nhá. Lên cho em mã số 3.
cái con 2 là con đen, con 19 là cái con lụa, còn con 1 á của chị nào? Ờ con 1 này mình đưa cho chị nào, mình chốt chị nào mình đưa đi. Con này 19 đúng không? Con gấm. Một con gấm eo 90. Chị nào eo 90 nhá, mà con gấm này đẹp này. Trời ơi con gấm này mê luôn á. Màu của nó tím tím này nè. Đó, xanh xanh tím tím. Eo 90 lên mạng 4 giùm em nhá, 100 ngàn. Em chốt con này. Em chốt con này. Từ thôi. Em 80 đẹp quá. Em chốt con này nhé. Chị nào mà eo 80 quay về. Trời ơi em thích con này quá. Cho chị Phạm Thùy Dương. Lên cho em mã số 5, 100 ngàn. Maxi siêu đẹp. Bé mày nho nho mày tìm nghề cái mã 1 của chị Đào Phương Lan ra đây coi. Maxi siêu đẹp nha. Chị nào eo 72, 74 nha. Chị nào eo 72, 74 giùm em nha. Còn các chị size nhỏ hơn muốn mặc thì chốt nha. Vì maxi dễ mặc ha. Nhìn này. Mã 4 cho chị Đặng Thị Phương Dung. Cái này nó hoa nhí đẹp lắm các chị nhìn này. Mê không? Cái này cho em mã số 6 nhá. 100 ngàn. Chị Đào Phương Lan ơi, chị không có mã 1, chị có mã 19 thôi nhá. Thung lạnh cho em này. Cái con tung lạnh này mặc không mê là không lấy tiền đâu. Mã 5 cho chị Song Trần. Chị nào eo 80-82 quay về này. Úi dồi ôi, thung lạnh giúp em. Các chị nhìn này, nó không có dài đến mắt cá chân đâu nha. Nó tới qua hết cái bắp nhỏ của em vậy thôi nha. Nói chung là xinh. Lên cho em mã số 7 nhá. Mã 6 cho chị Hương Bùi. Úi dồi ôi, con này xinh thế. Cái này xì tai của em mà em không vừa. Ôi con này, con bé này, cái kiểu này con bé nhà chị Song Trần mặc xinh nhưng mà nó lại màu đen như vậy, nó lại không hợp với con bé đấy. Nó lại hợp với người lớn tuổi hơn. 7 cho chị Trần Yến. Thôi mày cứ phi vào cho chị Song Trần đi, để chị tự tính. Con này đẹp đây quá. Em, phi em. Đây, mày phi vào đi, tao thấy con này xinh quá. Phi em. Con này xô mềm nha các chị nhá, chất mềm cực kỳ. Nhìn này, hàng hiệu chứ các chị nhìn này. Cái táp của nó đàng hoàng tử thế không? Chị nào eo 84, 85, 86 quay về. Chấm bài hộ em với mấy chị ơi. Eo 84, 85, 86 quay về, lên cho em mã số 8. Con này mới nha. Mã số 8 cho chị Hồng Thúy Đinh. Con này mới ơi là mới đó. Mới lắm luôn á. Mà rồi chất mềm lắm luôn á. Chất mềm khủng khiếp. Cái này còn nguyên cúc dự phòng nha các chị nha. Còn nguyên cúc dự phòng trong đây nha. Đó, chất cực kỳ mềm. Chị nào eo 90 hả? Eo 90. Không, 90 bị hơi kích chứ các chị. Em kiểm tra nha. Kiểm tra lại cái ngực tí. Eo 86 á. Chị nào eo 86, 87 quay về nhá. Lên cho em mã số 9. Tiểu thư. Úi dồi ôi. Các chị có biết là ôi cái con quỷ này đắt tiền lắm này nè. Các chị nhìn này, cái tem với cái cúc này nó dập hiệu cùng nhau không? Thấy không? Không phải là hàng thường ha. Nhìn cái tem này với cái cúc này dập một hiệu là biết rồi đó. Mã số 9 cho chị Nguyễn Hương. Là nó biết là thuộc về cái dạng, không phải dạng vừa đâu á. Dạng mã số lắm. 9 cho chị Nguyễn Hương. Eo 65-72. Eo 65-72, 100 ngàn. Lên cho em mã số 10. Bé ơi, rối loa đi. Tao vừa con yếm này không mấy đứa. Thì tao chưa có một con yếm đen nào ra hồn đấy mấy đứa. Tao phải tìm, tao phải tìm ra một con yếm đen ra hồn mà tao chưa vừa con yếm nào ra hồn luôn á. Con nào cho chị cũng chật vậy sao? Con đen nào mà cho chị Kiều Phương. Con đen nào mà chị thích nó cũng chật, buồn ghê luôn á. Để sọc sọc cái này vô chị thích coi. Mày sọc nhiệt tình coi. Mày ngửi chưa? Mày biết thôi thằng chó. Tao chưa ăn miếng mít là luôn, tao kêu cô Huyền xách hết về rồi. Mày lâu quá, mày lề mề như quỷ vậy. Má, chị chật rồi. Tao chật hả? Chị chật cái kéo sợ đứt. Mẹ em tao chật rồi. Không, tao chưa chật đâu mày ơi, tao vừa mày ơi. Em lấy kéo sợ đứt như thế này. Thôi mày khỏi kéo đi, ở trong còn cái đầm nữa. Mày khỏi kéo đi, tao mặc như mày xinh quá. Ê, đứa nào đập nồi đập son gì đứa mấy đứa ơi. Phú ơi, mày cắn nồi cắn son hả Phú? Mẹ mày, mày đếm ly đi, bẻ mấy cái ly tao trừ lương nó coi. Ly nhựa. Úi dồi ôi, em thích con này quá, vừa. Có cái đầm trong không vừa đẹp vừa yên. Con này cho em nha.
Con này hơi bị ok này. Chủ chân đất rồi. Thề khổ, ăn suốt ngày chặt đít với chặt vú khổ. Mấy chị hiểu ý em á, cắn mỗi cái đít kéo lên. Chị nào eo 90 quay về nha, con này mặc mát cực kỳ các chị nhá. Không cấn, không cấn, không rát, không đau, không gì hết. Mịn, sang xịn, mịn đẹp. Này hoa nhí giùm em nha. Hoa nhí. Alo. Chị nào eo 90 quay về lên em mã 11. Mã 11. Máy xong. Cái mẹ thôi. Mày biết body, tao là body làm ra tiền không mày? Chật quá gái. Chị bà không có bán. Body 2 múi đó mấy chị. Các chị cứ đòi kêu thật để cho các chị thôi, tôi buồn ghê. Nhấn trên nhấn dưới. Thế thích con này ghê thế. Tại vì em còn cái đầm bên trong mà. Em còn cái đầm bên trong lùng phùng lắm. Xong rồi em còn nhiều quần ở trong lắm. Em cười ra bớt ra. Em cười bớt bớt ra được. 11 cho chị Kim Hạnh. À Phú ơi, à, chị ra mạng. Giang xám chị sang mà. Giang mai mới. Nè, Giang Ma nè, anh này bên này Giang Ma, bên này Bích Đào nè. Ê, tao thấy tao hiểu ý không? Tao kêu Giang Ma cái tao ngẩn lên thấy trắng xám mấy phồn. Em ơi, để mặc đi. Mặc 2 ngày sau là đã tẹt cả nó tầm. Đó, mỗi chị Hà nhím là chân thật thôi. Mỗi chị Hà nhím là chân thật với em. Còn các chị khác là cứ, em ơi chật tao bán đi. Em ơi chật tao bán chị đi. Bán chị đi. Con này 70 ngàn mà. Sao nhảy vô đây? Úi dồi ôi, các chị ơi, cái con này. Cái con này mặc như không mặc luôn ấy. Nhìn này. Nhìn các chị nhìn này. Ở đây nó xếp ly ở đây à. Xong rồi chỗ này nó thiết kế giống như mình có một cái áo khoác ấy. Thề mà con này bao dễ thương luôn. Con này thiết kế đẹp thiệt. Thiết kế bao đẹp luôn con này á. Con này mặc mát lắm luôn á. Em cho xong trần em me đâu đây ngủ. Em 90 á. Em 90 nè, đây, đây cái xong trần đó nè. Ở đó nè. Đứa nào chút lộn hàng cái gì xong trần với Giang Ma rồi kìa. Dạ, mẹ đứa nào có tán xéo hàng kìa. Em xin lỗi chị Giang Ma nha. Chị Giang Ma không có con đỏ nha. Con xong trần trắng của chị xong trần nha chị ơi. Của chị xong trần mà đọc Giang Ma nên mẹ xin lỗi xeo ri có tình yêu. Em xin lỗi được chưa. Đây đẹp nha, eo 90 quay về nha. Lên cho em mã số 14 nha. Lụa. Đất ơi, mã nhiều. Trời con lụa đẹp. Cái con lụa nó đẹp. Con lụa nó đẹp dã man các chị ơi, con này mà nó dài thêm 20 phân nữa là các chị mua con này nó tầm 5-6-700 một con á. Dài thêm khoảng tầm 5 phân nữa thôi. Tầm 5 phân nữa thôi. Con quỷ này nó ngắm thiếu 5 phân. Bây giờ bán có 100 ngàn đồng bạc. Chị nào eo 76 quay về nhá. Mã 14 cho chị Phạm Thảo. Bà ngồi bên lên mà cười. Có bà kia trốn chồng đi vô chui cái kẹt ngồi coi live stream xong rồi mắc cười quá cười như con điên ở trong cái kẹt. Chồng ra chửi quá trời. Mẹ kêu chứ bà ăn được bà nghiền con Trúc Phương suốt ngày mà chui trong cái kẹt ấy bà coi live stream không đi ngủ. Đấy, khổ quá, có chị thấy khổ không? Em 76 quay về nhá. Lên em mã số 15. Cái gì mà xì xà gì sầm tao tán xéo háng vô. Cái này cái gì đây trời, cái này là cái gì ren len gì đấy. Em chốt. Cái gì ren len gì đấy. Em chốt. Ren ren. Con này em chốt được không? Thì len diệt kim mở nó nghĩ ngoài ra. Len diệt kim cho em đi. Len diệt kim nhá. 100 ngàn len diệt kim. Con này đẹp quá cho len em mã số 16. Mã số 16, mã số 16. Tao biết trên màn hình người ta thúc phải lắm có trời kìa. Mày đem mày xử lý. Mày đem về mày thương lượng với người ta đi. Mày thích con đấy mày thương lượng với ta đi. Mấy chị ơi, mã 15 của em. Em chốt trước mấy chị mà ủa. Caro. Em chốt 15 rồi. Song Trần, em này, cái này của Song Trần. Tao nói happy. Song Trần hay Giang Ma? Ừ thì tao nói happy. Tao đọc Song Trần mày thành đọc Giang Ma nữa. Mã 16. Đội túm này là quá. 16 cho chị Mai Sâm Nguyễn Thị, 15 của em, mấy chị đừng dành với em. Cắn mấy chị vậy? Thôi mình đọc lên Trần. Chị đang eo 90, 92 nhá. Chị đang eo 90, 92 đâu. Úi dồi ôi, các chị ơi nó đẹp vãi. Nhìn này, đẹp vãi cả ra. Đẹp không? Trời ơi nó đẹp quá đi thôi. Chị đang eo 90, 92 lên cho em mã số 17 nhá, 100 ngàn. Mày kéo lên hết rồi sao tao thở? Tao không biết đâu.
Không, chị vừa mà. Mà tại vì chị có đầm trong nó rộng quá, nó phùng quá thôi. Con này chị vừa mà. Nói chung tao mặc cái này vô xong rồi là tao nằm tao dễ định đánh đánh đánh. Như con cá mắc cạn vậy. Con này cho em nha, con này yếm đẹp quá hả? Đây. Mày nôn nao mày xôn xao có vậy. Con yếm này đẹp quá. Có chị nhìn này, yếm hoa nhí này. 17 cho chị bắt đầu. Yếm này là thuộc về các chị eo 80 quay về á, mặc thoải mái luôn nhá. Cái này eo 80 quay về lên mã yếm cho em nhá. Yếm 100.000 xuyên thấu, hàng hiệu Uni xuyên thấu cho em, mặc đi chơi biển cho em, mặc 17, đi lên giường em cho em mất rồi chị Bô Tô ơi, mặc đi lên giường cho em, úi rồi nó đẹp, eo 65-72, trời ơi nó đẹp, con này xuyên thấu nha các chị, con này đẹp lắm đấy. Cái này cái hàng hiệu Uni này nó toàn làm xuyên thấu à, nó để cho người ta mặc đi đẻ hay sao? Mặc xong rồi đẻ xong nó cứ cho người ta mặc khoe nội y thế này thì mau đẻ lắm đi quỷ sứ à. Con này lên cho em mã số 18 nhá. Chị chốt được con gì rồi? Chưa chốt được con nào gì? Mấy ngày nay chưa chốt được con nào ấy. 17 là con nào mấy đứa? 17 của chị Bích Đào. Cho chị Bô Tô, chị Bích Đào cho chị Bô Tô đưa con 17. 17 là con nào vậy? Mày cho chị Bô Tô một con eo 90 à? Chị Bô Tô eo 90 à? Không biết. Chị Bô Tô ơi, chị Bô Tô đô la ơi. Tí xíu em tìm cho chị thêm một vài con 90, eo 90 nữa. Ôi dồi nhà em thiếu gì eo 90. Đây mẹ con này eo 90 đây. Ồ. Chị Bô Tô ơi, con này eo 90 này chị ok không? Cho con nữa này. Cho con nữa này. Đưa con cho nữa này. Mấy ngày nay không cho được. Đưa chị thêm con đen nữa này. Con đen hồi nãy là con đen đấy là con đen con đen khác, con này cũng đen mà đen đen khác kiểu á. Chị ok không? Con này eo 90 này. Ồ em bán 100.000 con mà. 18 cho chị Kim Hoa Huỳnh. Mày cởi con này ra cho chị đi, chị cất đi. Để chị dành để chị mặc cái bé. Chứ bây giờ sắp bán là tao tiếc. Tại vì con này tao thích. Áo phương không mặc chị lấy. Ôi dồi em đang là mặc thấy đang đẹp đấy chị. Đang thấy đẹp đấy chị, nó dễ thương thế này mà xẻ. Này chị nhìn này, nó có cái cúc quầy em buồn buồn em cởi hết cúc ra nó xẻ từ đây đến đây. Là người ta sẽ nhìn thấy một cái đùi trắng nõn ngắn tủn nó từ dưới lên. Úi trời ơi. Trời ơi con này cưng quá, con này thiệt cưng luôn mà. Mặc con này vô là đúng đúng ý của em luôn ý. Chị Hoàng My kêu chỗ đâu nữa mà cắt. Chỗ đâu nó cắt đúng rồi đấy. Con này cưng nhỉ. Chị Bích Đào căn nãy giờ. Căn cái gì? Căn cái gì? À, cắn gì? Mấy chị đang kêu tụi em lột hết của chị kìa. Chị có cái gì ông đem lột hết lần nè. Chị Bích Đào canh nãy giờ chị Mỹ. Cho chị nào giờ? Cho chị Mỹ đây, chị Bích Đào chị cho để chị tí xíu thiếu nhiều thì đồ cho. Còn nhiều đồ cho lắm, chị Bích Đào này tí nhiều còn nhiều đồ cho lắm. Để cho chị Mỹ Mỹ. Chị Mỹ Mỹ có chị em vừa cởi ra này cho chị Mỹ Mỹ đi. Chị Bích Đào ơi, tí xíu em còn nhiều đồ cho lắm. Yên tâm đi. Mấy chị giang nhau kìa. Chết thiệt. Con này bao xịn nha. Con này bao xịn luôn á. Con này còn khoác này người ta bán mấy trăm ngàn một con đấy chị. Nhìn này. Chị Bích Đào kêu lột đấy giờ không lột. Cái đấy không phải tại em nhá. Tại thằng kia nó không lột thôi. Mày bây giờ thấy chị không lột thì mày phải lên. Bây giờ mày hãy hỏi chị mày nè. Trời ơi, con này đẹp. Chị muốn tự lột hay để em lên lột? Con này đẹp lắm nha các chị. Con này bao xịn luôn đó chị. Con này khoác free size ha? Kìa, hả? Xin khoác đen kìa. Chị nào xin khoác đen? Đồ. Trời ơi, đẹp không? Chị Phạm Thảo. Ê, con này dễ thương không? Con này rồi, khoác đen cho chị Phạm Thảo lột đồ. Nó. Đấy, các chị thấy nó ác không? Nó lột giống như kiểu nó... Đấy, lột đồ thì kiểu ác mà không lột. Tao chưa mặc cho tới nách tao luôn đó, quỷ sứ tao giết rồi bây giờ. Mày cứ suốt ngày mày xăm soi nách với háng thằng này nó cái kiểu gì nhở? Mày xanh đẻ ra kiểu gì ấy, dạng. Em đẻ ngược, mày đẻ ra ngược à, quỷ sứ à. Mà. Ê, có phải ngày xưa mày đẻ ra bị gãy tay không? Là mày hả? Mày mày đẻ ngược, mày tao hỏi tao chết nó sao nó biết? Sao nó biết? Mày tao hỏi nó sao nó biết? Tao nghe đồn thằng nào bị đẻ ngược bị lôi ra gãy tay phải không? Là mày hả? Ui dồi ôi, bảo sao mẹ nó khó ở. Mẹ nó đẻ ra đẻ, nó lúc đẻ ra là nó bị gãy tay, các chị thấy vừa đẻ ra gãy tay bó bột, tôi nghiệp không? Xong bây giờ nó khó ở rồi đấy, quỷ nó khó ở. Quỷ. Yêu nghiệt. Là thương hay là chửi? Không biết nữa, tao nói vậy đó. Chửi như còn hơn
Cái con này cái chất của nó phê lắm. Con này ở trong cái khu vực quần chúng của em có một con y chang vậy, em giấu đi từ 2 năm trước. Mà sao bây giờ em cầm lấy con này em hết hồn đi. Tưởng đâu đứa nào chui vào lấy của em mang ra bán. Mà em chưa được mặc lần nào á, nó bằng size con này luôn này. Thề cái con này nó đã lắm luôn á. Con này nó là dáng Âu lỡ chứ không có dài tới mặt cá chân đâu. Đây này. Nó tới qua cái dưới này rồi. Con này eo 74 quay về á, đúng rồi em để mấy năm trước em eo em cũng 72 74. Đến bây giờ em còn chưa mặc lần nào. Nhìn con này hết hồn các chị. Nhìn hết hồn tại vì sao? Thử cái nào chui lấy cái đầm mình ra bán. Kìa mấy chị xin hoa đen quá trời. Chị nào có vừa không mà bà mà cho. Vừa không tư. Hết hồn đi mã. Em 74 đây. Chị nào lên trước thì hỏi người ta có vừa không? Chị Thảo Trang ơi, chị có vừa con hoa đen này không? Chị lên, chị vừa lên, chị lên ok giùm em nha chị Thảo Trang ơi. Con này biết sai, nó đẹp khoác đây các chị. Con này dạng khoác á. Biết sai. Alo chị Thảo Trang ơi. Này. 100.000 nhá. Cái này biết sai dạng khoác các chị nhìn này. Đấy. Rất là sang nhá. Biết sai. Lên cho em mã số. Chị Thảo Trang ok. Mã 3. Em 74 thì thôi khỏi bàn. Nó đẹp, má ơi nó đẹp. Ôi dồi con này đẹp vãi cả ra. Chị biết đào cái hốc này không? Con nó xe xăm mất rồi. Ôi em thích con này đấy. Em thích con này ghê đó. Mà em mặc với con này em chật ngực. Em toàn phải hạ nách xuống. Hạ nách xuống đây em con. Mã 3 cho chị Phạm 9. Con này mới ghê, mới tinh à. Chị hốt con này không? Mấy con này dễ bán, dễ mặc. Mã 4. Mã 4 chứ. Sao lên mã 4 đâu mà bán. Bốn còn lâu biết. Con này cho em thung lạnh nhá. Thung lạnh, bảy sắc cầu vòng ha. Bảy sắc cầu vòng thung lạnh. Cổ thuyền nhá. Mặc cứ như không mặc đây này. Eo 76 quay về nhá. Lên cho em mã số 5 nhá. Mã số 5. Công sở siêu đẹp nhá. Ủa con này công sở siêu đẹp. Công sở siêu đẹp. Ở đây nó có cái sợi dây đai cho các chị luôn á. Đai. Cái đai của nó luôn á. Ủa đai của nó luôn đấy trời. Này đúng cái chất vải nó luôn này. Mã 5 cho chị xong trận. Cái da này da thật này. Con này chị nào mà con này mặc cái công sở đẹp quá. Chị nào mà eo 6572 nhá. Lên cho em mã số 6 nhá, 100.000. Này thì chị sắp. Này thì xong trận đây. Này thì ủa mấy con này cưng quá. Này thì xong trận đây. Đây. Úi dồi. Này. Mã 6 cho chị Hà nhím. Đây. Ôi con này với con này một cặp má ơi. Con đen với lại con xám này một cặp. Đen với xám một cặp đây. Ôi có tím nữa chứ. Trời ơi con tím nữa. Con tím giống vậy đó chứ. Ôi, tao nặng tay rồi mày vứt con bỏ ra kia cho thằng Phú nó cho chị sống trần đi. Con này cho em nha. Chị nào eo 74-75 quay về giùm em. Chị nào eo 74-75 rất là mới nha các chị nha. Mấy con Nhật này nó đẹp lắm. Eo 74-75 lên cho em mã số 7 nhá. Mã 7. Chấm bi. Chấm bi giùm em. Chấm bi von cực kỳ mát nha. Chị nào mà eo 82. Eo 80-82 á. Chị nào mà eo 80-82 cho em mà con này mát lắm. Mát rượi luôn á. Okay, nên em mã 8 này, 100.000 này. Mã 7 cho chị Phạm nghe. Ôi con này. Con này. Cái con này rờ nó đã lắm các chị, mềm lắm luôn á. Mềm. Nó mới lắm luôn đó các chị ơi, con này nó mới lắm luôn đấy. Nó mới lắm luôn. Cái gì vậy? Cái gì? Mấy đứa này cái gì liên quan tới háng vậy? Ủa nãy giờ không ai liên quan tới háng luôn á. Chị nào mà eo 84 quay về nhá. Mã 8 cho chị Dung Huỳnh Kim. Chị Dung Huỳnh Kim cho em xin số điện thoại, địa chỉ với tin nhắn Facebook luôn nha chị ơi. Cái này là mã 9 cho em nhá. Mã số 9 giùm em ha. Mã 9, 100.000. Cái nào đen em chị. Ê, mày đưa cho các con này cho chị xong trần. Về chị đi làm công sở này. Chị xong trần đây. Mã số 9 cho chị Mai Trâm Nguyễn Thị. Cái con này chị mang về chị để dành mà đi làm công sở chị nhá. Chị đi cơ quan nhá, cho nó VIP nhá. Chị xong trần đúng không? Đi cơ quan cho nó VIP nha chị. Con này đắt tiền á, ưu ái hết cỡ cho chị. Về chị đi cơ quan nhá. Mày chọc chọc cái gì hết tao ấy. Đắt mệt. Chị nào eo 74-75 nhá.
Chị nào eo 74, 75, 76 nhá. Bỏ 10. Chị nào eo 74, 75, 76 lên mã 1 giúp em nhá. Mã số 1, 100 ngàn, eo 74, 75, 76. Heo nó lăn ra ngủ rồi chị. Heo đâu? Heo lăn ra ngủ rồi. Hết hồn, mày làm tao giật cả mình. Từ con heo nào mà bao đứa ngồi đây đang còn làm việc chết con mẹ đi, con heo đang ngủ. Mã 1 cho chị Thúy An. Ô, con này nhỏ lắm á chị ơi, con này ai có con gái ấy. Ai có con gái nhỏ nhỏ ấy. Mẹ ơi con này đẹp lắm, nhưng mà cái này đẹp nhưng mà ở miền Bắc nhá. Miền Nam thì nó hơi dày đấy, tại vì nó lót ra tay này. Ô, các chị nào có con gái mà mua về cho nó mặc này, xinh vãi cả ra đi. Số 2 chị Bích Đào. Tại em đi. Số 2 chị Bích Đào. Ô, con này xinh nhỉ. Xinh nhỉ. Xinh nhỉ. Xinh nhỉ. Con ôi chị Mỹ Lệ Vũ đây, chị Mỹ Lệ Vũ ơi, con này chị mặc đẹp đấy chị ơi. Chốt mã 9 trên nửa kiếp. Chị Mỹ Lệ Vũ ơi, em rể chị con này đẹp lắm, chị này chị ok không? Con này siêu đẹp chị ạ. Ôi con đẹp lắm, con này eo chết. Em nay không có chị Nguyễn Hoàng vào nhỉ. Ôi con này đẹp lắm chị ơi. Chị có hốt không? Chị có hốt nhanh không còn kịp. Chị hỏi chị Mỹ Lệ Vũ đúng không? Ừ, chị Mỹ Lệ Vũ ơi có hốt không? Con này hàng hiệu đấy chị ạ. Chị Mỹ Lệ Vũ ơi, chị lên chị ok. Con này quá đẹp luôn, ô đấy quá đẹp đấy. Con đấy mắc tiền lắm chị ơi, tụi em bán lâu lâu có con này có kia em bán đại cho nó vui ấy. Thật sự mấy con đấy đắt tiền mà, đâu ra có giá 100 ngàn. Ủa con này nha, đi, nhìn cái dáng đi. Chết luôn, eo 70-74. Eo 70-74 mặc vào đẹp đổ luôn. 100 ngàn nhá, lên em mã số 3. Ủa số 3 chốt chưa? Ui dồi ôi. Các chị ơi con tiểu thư này chết luôn. Này nhìn này. Nhìn nha, nhìn này. Cái con tiểu thư body số 3 cho chị Nguyễn Hồng. Nhìn nhá. Ui, body đẹp như thế này thì làm sao chịu nổi 100 ngàn. Bố ai mà có 100 ngàn mà bán cái này. Hàng của Nhật đem về. Chị Ngũ, chị Mỹ Lệ Vũ kêu cái gì chim còn ren. Cái gì? Không biết chim còn ren. Cái gì? Chị con ren mà mày dịch cái quần què ra chim có ren. Nè. Hôm nay mày quỷ sức học có mấy này. Nè. Cái gì mà chim con ren. Người chị đọc con ren. Mày đọc mày tự suy nghĩ ra chứ chị. Mày phải hợp với hoàn cảnh chứ. Chim có ren là nó không hợp với hoàn cảnh. Cầm con đầm đen lên rồi. Cảm ơn bạn đã mua cho cái gì. Mua cái gì. Còn bây giờ làm chị cầm con đen lên thì là chị con đen là nó hợp hoàn cảnh đúng không. Mẹ. Con này. Cái con này thâm dịch viên tẩu lao. Lúc mà em đọc đúng theo chị mấy chị comment chị cũng cắn. Mà em đọc sao cho nó có nghĩa chị lại cũng cắn là sao? Mày đọc có nghĩa hồi nào? Mày có đọc có nghĩa hồi nào được không quỷ sứ? Hồi nãy chị đánh em qua thì em đọc đúng sai. 65-72 lên mã 4 cho em nha. Chị bắt mẹ em phải là đọc sáng. Bây giờ em đọc đúng theo mấy chị ghi chim còn ren. Em đọc đúng mà. Em đúng, ok em đúng được chưa? Mày được chưa? Được rồi. Mày nhảy đến mai luôn nè. Ngồi nhảy tới mai luôn các chị ạ. Em phải khóc, em phải cho nó được rồi nó mới chịu im á. Còn em không cho nó được rồi nó lại nhảy thế này. Chị nhấn nhầm ba cái mặt cười. Con này cho em dễ thương quá đi á. Số 4 cho đây. Số 4 chị Hà Nhiễm. Con này dễ thương quá đi các chị ơi, nhìn này. Úi dồi dễ thương. Trời ơi con này chị, các chị mặc dáng xô xô ngoài cưng lắm. Chị nào eo 75-76 nha. Eo 75-76, 74 muốn rộng thì bon chen. Mà số 5. Mày đứa nào kẹp lơ tao. Bê đầm đen ra chị ấy. Bê đầm đen ra. Bê chị bớ đầm đen ra. Mày để cái móc lên người tao gì đây thằng này ác vậy. Cái móc cho nó cái nơi nặng chín nó rũ. Mày đứa nào cắn mày vậy. Mày đứa này phá xào ghê luôn. Thề cái này pin cho người đồn thề. Cái con này mẹ số 5. Thề con này pin cho người lùn giống mẹ. Mẹ số 5 cho chị Phạm nghe. Nhìn con đầm xinh vãi. Chị nào mà 1m55-56 quay về cho em ấy mà con này xinh vãi luôn á. Này, bao xinh con này này, đúng sai em luôn. Đúng sai em thể xinh vãi luôn á. Thể mấy con này nó xinh lắm. Ôi giời, mày đây cái quần què đâu nhiều như vậy. Thôi chị đừng sọt nữa, chị lại mang số 5 cho em đi. Mày bê nhiều vậy thì rằng. Để cho chị khờ lắm. Mày bê, tao còn phải để dành tao ngắm chứ mày bán hết thì tao ngắm. Mấy con đấy tao đâu có bán hết đâu, để dành mà. Chấm chấm bài của em ấy chị ơi. Này mặc mấy con này xinh vãi luôn, chị nào em 80, 82 quay về nhá. Ủ xinh chưa? Chị ơi em xinh không? Không. Dạ em chào các chị. Em ngang cái bắp chuối á các chị ơi, em ngang cái bắp chuối em. 100 ngàn. Xinh như con tinh tinh luôn. Con này cho em nha, màu cam. Con này rất là mới các chị ơi, mới dã man. Chị nào mà eo từ 74, 75, 76 quay về cho em 100 ngàn nhé.
Eo 74, 75, 76 lên cho em mã số 6 nhá. Mã số 6 100 ngàn. Mã 6 100 ngàn. Mày có đi vô đi ra. Tao thấy mày lủng lẳng lủng lẳng à. Thôi đừng có kéo để im vậy. Chị thì cởi ra chị mặc cái khác. Thôi được rồi. Con này cho em Baby Doll. Chị cởi ra chị mặc cái khác này chứ. Ê ê ê. Mã số 6 cho chị Phạm nghe. Con này là cái con unu unu. Con bé unu unu nhà chị. Dạ em thấy chị đào chân nha chị ơi. Con bé unu unu nhà chị không cần mặc đẹp này. Dễ thương này. Con này con bé đấy mặc dễ thương lắm. Tại vì form Barbie doll nó dễ thương này. Thì mày chốt nhanh còn kịp. Chốt được. Chị đào chân. Cái con này chị đào chân. Dễ thương thế. Con này dễ thương quá. Ôi chị đào chân kêu con nẹo nào trên 90. Ôi cái này chị nào mà eo 65-72 này mà con này dễ thương vãi ra đấy. Cái này lên cho em mã số 7 nhá, 100 ngàn. Chị đào chân xin mấy con eo trên. Ok 90. ok. Mẹ chị bị rùa nãy giờ toàn ở. Ui mấy con này xinh lắm. Mấy con này xinh lắm luôn ấy. Chị nào eo 65-72 đâu. Này eo 65-72 xinh lắm. Toàn con xinh thôi. Cái chị nhìn này. Xinh, ôi là xinh nhá. 100 ngàn lên em mã số 8 nhá. Mã số 8, mã số 8. Ui cái này màu buồn lắm. Em mà em thích con này quá. Cái này free size, cái này màu buồn lắm. Cái này chất xô mà xô xịn đấy. Chất xô á, chất xô xô mà có ánh kim luôn á. Mà màu nó buồn thế. Này phi vào cho chị xong trần này. Màu buồn lắm nhưng mà nó đẹp. Mã số 7 cho chị Nguyễn Truyền. Nó đẹp vãi ra như thế này. Mã số 8. Phú ơi, Phú ơi, xong trần. Chị xong trần. Piu. Bay 13 mà. Về bay chứ. Cái gì? Ừ, đó vừa nư tao. Mã số 8 cho chị Lê Thị Mỹ. Đọc số La Mã được chưa? Đọc số La Mã. Ôi dồi ôi. Chị nào mà eo 80-82 này mặc con này xinh vãi. Em 1m55 nó ngang bắp chuối như vậy, xinh lắm. Cái chị mặc thấy nó vừa xinh mà nó vừa sang không? Dễ thương không? Mà không thấy bụng luôn á, cái phần eo này. Nó chỉ nhích lên đây một tí thôi, các chị mặc không thấy bụng á. Thấy không? Bụng có dấu hết con mẹ như này. Đấy, xinh không? Chưa kiểu vậy nhưng mà không có bụng ấy. Mẹ mày còn chụp con chó, mẹ mày kéo đến đây rồi, còn đây là mày làm cái gì? Mày đây. Mày mày. Cái dây kéo từ đây, tao kéo lên từ đây rồi. Kéo dây là body 2 múi. Mày con chó. Body 2 múi. Mình còn tí xíu trên đây thôi, để nó khỏi ra chứ. Mày mày hám rồi. À chị nào mà eo 80-82 mặc đẹp nhá. Chị nào mặc con này của em đẹp lắm này, chị thương. Chị Photo đòi rồi kìa. Chị Photo eo 90. Photo em 90 à? Hồi nãy mày chốt thấy tao thấy chị chốt eo 90 đấy, bây giờ con này eo 82 chốt mặc vừa không? Chị bô tôi, chị eo chị bao nhiêu vậy chị? Hồi nãy thấy chốt eo 90 đấy. Con này xinh lắm, con này bao đẹp luôn mà eo 82 quay về thôi. Trang Nguyễn nhòi nãy giờ cũng không được con nào. Khổ, Trang Nguyễn eo 8 mấy? Không biết, chị Trang Nguyễn gấp mới không biết. Thổ nó đẹp như vậy mà. Chị nào lấy con này không em chốt. Không chốt em chốt. À, con này đẹp này. Cái con này độc lạ. Con này eo 82 đúng không? Ừ. Cái con này đẹp nha. Kim 82 để em kìa. Các chị nhìn cái con này đi. Các chị nhìn này. À chị Bô Tô eo 82. Các chị nhìn này. Cái bảng hiệu rồi, của nó này. Chị Bô Tô. Cái con này con khoát độc lạ các chị. Một con khoát xịn đấy. Nhìn này. Một con khoát xịn nha, có gì kéo. Có gì kéo luôn nha các chị. Cái gì vậy? Một con khoát xịn nha. Chị Bô Tô đâu? Ủa sao mày toàn là khoác xịn thôi vậy? Chị rú không? Khoác free size. Chị rú nha. Trời con này sang lắm. Con này khoác sang lắm. Cái này ai? Dạ em chốt cho chị Bô Tô rồi nha chị này, ơi. Con này nó dễ thương phần này, trời nó bồng bồng lên này. Chị Trang Nguyễn eo 8 eo chị. Cái này là cái này biết size, free size mặc được hết cái chị nhìn này. Trời mấy con khoác này phải nói là mà cái hàng này nó hạ xịn không á. Chị Trang Nguyễn eo 90. Cái áo khoác này đẹp quá à. Em rất là thích mấy khoác này, áo khoác này luôn á. Rộng rãi thoải mái. Đi đâu là em cứ khoác lùng thùng ạ. Áo khoác tiến sĩ. Nói chung không biết tiến sĩ gì nhưng mà nó đẹp quá, dễ thương quá chị. Dễ thương nhỉ. À. Em mặc tự coi đi. Mày cũng rảnh nữa cứ. Áo khoác ren. Áo khoác ren giùm em nhá. Eo 80-82 quay về á. Chị nào eo 80-82 quay về mặc cái con khoác ren này đẹp này. 100 ngàn lên mã 1 nha. Mã 1. Quá. Mày mặt mã 1, mày đi công hay gì? Mày nhìn như kiểu hồi ấy đó nghe, người ta mặc người ta cũng làm dáng làm duyên cho đẹp. Mày xòe ra. Giống kiểu cái con người nhện ở giữa đồng ấy. Gớp. Quá trời biết. Quỷ sứt.
chui vô cái mền để phát con nữa kìa. Như đám tình nhân danh của Lan. Con này cho em eo mã số đẹp cho chị Phạm Chín. Thảo Đức Cha có phải em cha kìa. Với gì vợ em giống Đức Trai. Khổ. Chị đang eo 74 nhé. Chị nào eo 74 quay về cho em nhé. Con này siêu đẹp nè. Eo 74 quay về. Lên cho em mã số 2. Ôi mặc cái này xong ngàn. Tối ngủ khỏi mặc mền. Khỏi chung mền luôn. Một con hàng xịn này. Con này chất thung cô tông bao mát cho chị nhé. Chị thấy em không? Chất thung cô tông bao mát cho em. Các chị nhìn cái tem đó nè. Ôi trẻ nè. Đó. Chị nào eo 74, 75 quay về lên em mã số 3. Cho ai? Cho mày. Chị thấy. Tao chốt, tao chốt con đấy rồi. Mã số 2 cho chị Hồng Thúy Ninh. Tao chốt con đấy để tao đi chơi. Còn số 3. Không có số 4 đâu nha. Hả? Không có số 4, có số 4. Ừ. Số 3 đúng không? Ừ. Để tao tìm, mà không thấy. Một con rêu. Một con rêu chất thô các chị nhé. Mã số 3, mã số 3 mấy chị ơi. Cái này chất thô nhưng mà nó chất, nó chất bài giúp em với. Mấy cái form này dễ mặc, mấy cái form này ai cũng thích. Tại bây giờ đa số các chị thích mặc form rộng. Riêng ở trong miền Nam tụi em nóng dữ lắm. Cho nên là các chị cứ thích phong rộng như vậy. Còn miền Bắc ấy thì cũng thích phong rộng để bơi vào cho nó sướng. Phải nói ai cũng thích phong rộng hết trơn á. Em 90 quay về này. Rêu chị xong trần. Chị, ok rêu đây. Thố đụt. Mày để đâu để? Xong trần. Chị nào eo 80 quay về nhá. Con này siêu đẹp này. Chị nào eo 80 quay về. Lên cho em mã số. Mấy? Mã số. Mã số 5 đi. Hồi nãy tao nghe nói số này nó như thế nào rồi mà. Phủ nó xếp cái đống cho nó dài ra. Xong bây giờ nó nằm xài lai kiểu mất nét chưa. Ừ. Giờ cũng rảnh lắm. Con này còn nguyên đai luôn đó trời ơi. Còn mã số 5 cho chị Phạm Chín. Con này nó lót ra tới tay luôn nha các chị nha. Con này lót ra tới ngoài tay luôn. Con này xịn nha. Rất là xịn luôn á. Con này nó còn nguyên đai luôn á. Chị nào eo 70, 72 quay về cho em mã số 6. Big Chai. Như mã em 6. Mặc. Như em mặc là con nào? Xéo cho chị Big Đào. Mấy kiểu như chị mặc ấy. Chị nào eo 80 quay về nhá. Eo 80 quay về có sợi dây cột nơ, cột gì thì cột nhá. Mà đúng ra cổ vét thì không cột nơ đâu. Cổ vét đem nơ vào cột. Đánh. Cổ vét cột nơ kiểu gì? Chị nào eo 80 quay về lên em mã số 7 nhé. 100 ngàn. Chết vậy. Mày bảo tao cho mày nghỉ một ngày mày test máy. Giờ mày vật vờ như con điên vậy. Chết máy không? Tiểu thư nhá. Một con tiểu thư. Ôi dồi ôi. Một con tiểu thư cho em. Mã số 7 cho chị Phạm nghe. Một con body tiểu thư nhá. Chị nào eo 78 quay về. Eo 78 quay về 100 ngàn lên em mã số 9 nhá. Mã số 9. Ê ê, nó nghe tao lên số 9 chưa? Giờ ở số 8 chưa? Thôi tao lên số 9 rồi đấy. Kệ mà không biết. Chị Kiều Hương bị lừa. Chị Kiều Hương lên số 8. Ở đây còn nhiều đồ đen làm gì đi. Mã số 9 cho chị Phạm nghe. Hôm nay em bán là cái gì đồ đi công sở tá hồ đây này. Chết. Chị nào eo 72. Chị nào eo 72 quay về nhá. Nhìn này. Con này xinh quá. Eo 72 quay về giùm em nhá. 100 ngàn lên cho em mã số 10. Số 10. Con này có độ co giãn nha các chị. Chị Phạm nghe nha. Nãy giờ em để ý một mã chị lên chục lần nha. Con này có độ co giãn nha các chị. Em chốt chị chục con. Cái khăn này các chị có thể cột ở đây cũng được. Mà các chị có thể cột ở sát cổ và bên một bên cũng được nha. Nói chung là dễ cột nha. Con này độc lạ nha. Con này độc lạ này. Cái này chặt lắm. Co giãn nhá. Chị nào eo bao nhiêu đây? Eo 78. Mã số 10. Eo 76, 78 chật. Eo 78 là thấy bụng đấy. Mã số 10 cho chị Kiều Phương. Chị nào eo 76 quay về thì được. Eo 78 là thấy bụng đấy. Eo 76 quay về nhá. Lên cho em mã số 11. Chị Hoàng bị hỏi khúc nào em không biết. Khúc gì? Chị hỏi uốn nơ rời hay nơ dính. Dạ, nơ lùng lặng đó chị. Nó rời các chị về muốn khởi khởi nha. Nó không dính, nó không rời, các về các chị cắt nó ra cho nó khỏi rời. Cho nó rời không vấn đề nha. Mã 11 cho chị Phạm nghe. Con này báo đẹp nha. Mã y này.
con này bao đẹp nha, cái này vét cổ vét xa cách ha, chứ không phải vét truyền thống nhá. Con này bao đẹp ạ, size nhỏ xíu à, eo 65-72, chị đang eo 65-72, con này rất đắt tiền, là các chị 200 mấy một con đấy. Úi dồi, bán 100 ngàn. Mã 12 chị Bích Đào. Mẹ mẹ phải đi ngủ đi, tao có bảo mày ngồi đây làm gì. Mẹ phải đi ngủ, đứa nào mẹ đi ngủ. Oh yeah. Oh yeah, tao đâu có dè giết gì đâu, đứa nào mẹ đi ngủ. Ừ, vậy thôi, tao dễ, đứa nào mẹ đi ngủ. Úi dồi, con này sai Bích Đào nè. Chị Đào eo 82-84. Nè. 82 thôi, 84 hơi chật. Chị nào eo 80-82. 13 cho chị Kim Hoa Huỳnh. Hồi nãy chị nào kêu chị nhặt đen rồi điện thêm con đen nữa nè. Trang ở Trang, chị Trang. Chị Trang gì đây, Nguyễn Trang gì đây, eo 82 đi. Đúng không? Chị Nguyễn Trang ơi. Hốt con này không, còn nguyên đai đi. Thế chị hỏi đi. Chị Nguyễn Trang ơi, chị Nguyễn Trang. Nhà mấy chị ơi, 13 chưa có. Chị Nguyễn Trang ơi, chị có vừa con này không? Chị Nguyễn Trang áo đen hay sao ấy nhỉ? Áo đen hay gì ấy? Áo xanh á. Áo xanh. À, nói chung áo nào nãy có con đen rồi đó. Ôi mấy con này toàn xịt, toàn là chị Nguyễn Trang hay chị Trang Nguyễn, ta không nhớ luôn. Mấy Trang Nguyễn Trang gì đấy, chị nào mà eo 82 đấy. Cái kiểu mấy chị hỏi đầm đen đấy. Toàn Trang Nguyễn, Nguyễn Trang làm em muốn trầm cảm. Ôi con này em thích thế. Con này eo 90, úi dồi ôi, chị nào eo 90 này. Ôi chị nào ạ? Chị nào nãy eo 90 nhở? Một tô eo 82. Không, chị nào cũng Trang Nguyễn, Nguyễn Trang gì cũng eo 90. Không biết. Ôi tôi đọc số tôi nó lẹ đấy, tôi quên con mẹ rồi. Chị Trang Nguyễn chốt 82 kìa. Rồi chị Trang Nguyễn đây, 82 đây, chủ này đẹp mà chị... Ừ thì đây xin. Chị Trang Nguyễn cho em xin số điện thoại, địa chỉ và tin nhắn Facebook luôn nha chị ơi. Ủa nãy chị kêu eo 90 mà, sao giờ chị chốt eo 82? Chị các chị ơi, cái con kia này eo 82 đấy. Còn cái con này á là con eo 90 này. Eo 90 chị nào lên nhanh đi. Chị xong Trần kìa. Đây, mày phi vào bọc chị xong Trần nó nhanh còn kịp. Đó, chị xong Trần kìa. Ôi hôm nay em lên cho một nồi công sở đẹp này. Cái này là cái gì này. Cái nào không kẹp lắm. Ôi nó đẹp.